cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình thôi. Sống tôi đang sống, đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, đang sống.
mà cảm thấy đau lòng thì chúng tôi chấp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, hôm nay ngày 21 tháng 6 năm 2015, tức là mùng 6 tháng 5 âm lịch năm Ất Mùi, chúng ta lại có duyên để tiếp tục học cái bản Quy Sơn Cảnh Sách. Thì kỳ rồi chúng ta đã học xong cái phần là phàm là người xuất gia cất bước đến phương trời cao rộng, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, hàng phục quân hoa, nhằm đền trả bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Cái phần này kỳ rồi là chúng ta đã học xong rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần kế là nếu chẳng như thế, xen lẫn trong chúng tăng, ngôn hạnh hoang sơ, luống hao của tính thí, chỗ đi năm trước tất bước không rời, lơ láo một đời lấy chi nương tựa. Phần kế tiếp, huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo dễ xem, sở dĩ được như thế là do đời trước đã gieo trồng căn lành nên đời này mới cảm quả báo thế ấy, lại chỉ biết ngồi sững khoanh tay chẳng tiếc thì giờ. Đạo nghiệp không nỗ lực chuyên cần thì công quả do đâu mà thành tựu? Chẳng những đời nay luống qua, đời sau cũng sẽ vô ích. Thế trở lại cái bài trước, tại cái này nó có liên quan tới bài trước. Bài trước ngài Quy Sơn ngài nói là phàm người xuất gia thì cất bước đến chân trời cao rộng, tâm hình khác tục, nói thạnh dòng thánh, hàng phục quân ma, nhằm đền trả tứ ân và cứu giúp ba cõi. Đó là cái bài trước mà chúng ta học rồi. Nếu chẳng như thế, xen lẫn trong chúng tăng, ngôn hạnh hoang sơ, luống hao của tính thí. Bây giờ ví dụ như mình người xuất gia, cái lý tưởng tu học của mình kể từ ngày mình xuống mái tóc, thì mình vì cái gì để mình cạo tóc? Mình xác định một cái điều rất rõ ràng là vì cái gì. Và sau khi mình đã quyết định để xuống mái tóc xuất gia, không còn mang mái tóc theo cái kiểu của người thế gian nữa. Tức là khi phủi mái tóc, tức là gì? Phủi tất cả những cái phiền trược dính nhiễm nơi thân của mình, phủi tất cả những cái ô nhiễm ở nơi thân của mình, để mình không còn quay lại con đường phiền trược và ô nhiễm đó nữa. Mình phải xác định một cách rõ ràng, chọn con đường phạm hạnh để mình đi. Con đường phạm hạnh này phải đạt tới những cái quả vị nào? Kỳ rồi mình nói rồi đúng không? Quả vị cuối cùng là Phật quả. Thì vậy là những cái gì, những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái lời nói nào phải phù hợp, phải khế ứng với chánh pháp, phù hợp với con đường giác ngộ giải thoát Đức Phật mình đi, mình nghĩ, mình làm. Nếu một người xuất gia mà cái tâm không đặt về, không quý cái việc giác ngộ giải thoát, không đưa cái việc giác ngộ giải thoát lên là hàng đầu, tất cả những cái hơi thở của mình
Những cái ý nghĩ dù nhỏ nhất của mình cũng phải đặt trọn trong cái chân trời giác ngộ giải thoát, không được rời. Nếu không được vậy thì xen lẫn trong chúng tăng vô ích. Đây ngài Quy Sơn ngài nói như vậy. Và phải quyết tâm làm cho chánh pháp được trường tồn, được hưng thịnh ở thế gian này. Theo cái bài trước, cái ý nghĩa của bài trước, thì như vậy là không có một cái mục tiêu thứ hai khi chúng ta cạo mái tóc xuất gia, ngoài cái việc phải được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này để cứu độ tất cả chúng sanh muôn loài, để làm cho Phật pháp được hưng thịnh, thì chúng ta không có việc khác để chúng ta làm. Mà nếu không có được cái tâm đó mà ở trong chúng tăng ngôn hạnh hoang sơ, tức là không có cái tâm niệm là bước tới chân trời cao rộng, là phải cứu giúp tất cả chúng sanh muôn loài, phải sống thoát tục thực sự, phải nói thành dòng thánh thực sự, thì người đó ở trong chúng tăng rất là luống uổng cả đời của mình. Và thực sự ở đây ngài Quy Sơn ngài nói nhẹ lại là heo của đàn na, luống heo của đàn na đến thí. Nhưng mà khi mà đàn na đến thí hao thì mình bị gì? Mình bị mất cái phước lành của mình, chứ không phải hao khơ khơ của đàn na đến thí rồi không có đi đâu về đâu. Thật ra khi mà mình đã đứng vào cái hàng ngũ của người xuất gia mà mình không sống trọn vẹn cho đạo, không quý kính cái đời sống phạm hạnh, không xem cái sự thanh tịnh là cái cao quý của đời người tu, không thấy cái thiền định giải thoát là cái mục tiêu tối thượng trong đời sống của chính mình, thì người đó thực sự là luống uổng trong những ngày tháng ở trong chùa. Và ngoài cái việc làm hao của đàn na tính thí thì làm phước của mình bị tổn giảm đi. Và khi một người đã phước tổn giảm rồi, cái phước làm tăng mà đã mất rồi, thì chúng ta sẽ gặp cái gì? Gặp rất là nhiều cái khó khăn trong đời sống công phu tu hành của mình. Ví dụ có những người nói tôi ngồi thiền không biết làm sao tôi vọng tưởng hoài. Đó là sáng này có một cô nói lên sám hối, không biết làm sao con ngồi thiền vọng tưởng hoài. Tôi nói đơn giản thôi, mình đặt nặng chuyện đời hơn chuyện tu. Nếu mình thực sự mình coi chuyện tu là quan trọng, coi phải quý kính cái tâm thanh tịnh của mình, mình quý kính cái thiền định, mình quý kính cái trí tuệ giác ngộ giải thoát, thì mình có gánh để mình để cái đầu mình cho cái chuyện thế gian không? Khi cái đầu mình để chuyện thế gian mới sanh cái vọng động. Chứ còn nếu mà cái đầu mình đã trọn vẹn trong chánh pháp rồi, kiếm một chút vọng động không ra. Có nghĩ đi thì mình sẽ nghĩ trong cái việc thanh tịnh giải thoát, chứ mình không có chuyện khác để mình nghĩ. Không đặt mình trọn ở trong đó thì không có người nào có thể bình yên được trong cái đời sống tu hành hết. Đó, cho nên là nếu mà một người tu ở đây ngài Quy Sơn nói là nếu chẳng được như thế thì xen lẫn trong chúng tăng, tức là nó làm cho chúng tăng nó bị gì? Bị hỗn tạp, không có một chúng tăng thuần khiết thanh tịnh. Mà thời này có thể nói là một cái thời mà tăng ni chúng ta không có thuần. Trong 10 người mà tìm ra những người mà thuần khiết thanh tịnh, một người là có. 10 người là nói cái giá thấp lắm rồi đó, nghe chưa? Chứ hàng trăm người ở trong một chúng tăng mà thực sự để tìm ra một người chỉ quý kính cái chỗ thanh tịnh, tôn trọng cái chỗ giác ngộ giải thoát và không hề sống rời chánh pháp từng giờ, từng phút, từng giây trong lòng của họ với tất cả những cái thao thức đó, họ lấy cái đó là mục tiêu để họ sống. Cái đó bây giờ đã gần như mất hút rồi. Muốn xây dựng lại cái nền tảng đó cho một người xuất gia rất là khó, thật sự rất là khó. Cho nên là nếu mà mình trước đây á, mình hiểu đạo lý chưa tới, mình không có hiểu cái gì về giá trị giác ngộ giải thoát, thậm chí cả cái lý tưởng xuất gia mình cũng không biết mình xuất gia mà làm cái gì. Thấy người ta vô chùa vui vui mình cũng vô, thấy cạo tóc của mình cũng cạo, thì thôi cái chuyện mà lúc mình chưa hiểu chưa biết, chuyện đó chúng ta không bàn. Nhưng kể từ khi chúng ta đã vào chùa, chúng ta đã bắt đầu học đạo, chúng ta đã học được những cái bước cơ bản của cái người xuất gia, thì mình phải xây dựng lại cái tâm của mình, xây dựng lại cái định hướng tu hành của mình. Chuyện cũ không cần bàn, nhưng mà kể từ khi mà chúng ta đã là người xuất gia rồi thì bây giờ mình xem lại coi, bây giờ mình đang ở trong hàng ngũ xuất gia này mình phải làm cái gì để thấy rằng mình không còn bị dính, bị vướng vào tất cả những việc liên quan tới trần gian, tới thế tục nữa. Những cái gì còn liên quan tới thế tục với thế gian thì chúng ta phải cắt đứt cho kỳ được trong lòng của mình. Người tu mà không làm được chuyện đó thì không xứng đáng là một người xuất gia.
đó, và làm luống heo của đàn Na Tín Thí. Cho nên trong tăng đoàn, nếu mà chúng ta ở đây, nếu chúng ta nói về chuyên môn á, nói mà cái tính nội bộ á, thì thực sự nếu mà nhìn tăng đoàn bây giờ rất là đáng buồn, thực sự là đáng buồn. Chưa có dám tự hào bước ra đường xưng tôi là một người xuất gia, phải nói như vậy. Nhưng mà ở trong chùa rất là lâu rồi. Người xưa hả, người xuất gia ngày xưa họ ra đường họ dám ngửa mặt lên để họ đi. Nhưng bây giờ người xuất gia ra đường là phải cúi gầm xuống để nên đi, thậm chí còn phải lấy cái gì che mặt để đi nữa. Chưa có một ngày để mình xứng đáng mình sống, mình thể hiện mình là một người thoát tục, thoát trần. Chưa có một ngày sống hoàn toàn thanh tịnh cho cái đạo lý giác ngộ giải thoát. Ngay cả cái trong nội bộ chúng tăng chúng này thôi, cái sự ganh tị hơn thua tranh đấu với nhau vẫn còn ngấm ngầm trong đó, thì đâu phải là người thoát tục. Hơn nhau một chút, hơn mình chút, mình không có chịu, có phải thoát tục không? Ở thế gian người ta cũng ranh đua, thì mình vô chùa mà cũng ranh đua thì tâm đó làm sao thoát tục. Ở thế gian người ta cũng ích kỷ riêng tư, mình vô chùa mình cũng tiếp tục ích kỷ riêng tư, làm sao mình thoát tục? Mình có sống một cái đời sống cho thiên hạ ngày nào chưa mà dám tự hào với thiên hạ? Trong khi một Phật tử hả, họ có thể buông tiền ra, họ có thể bỏ cái riêng tư họ ra vì cái việc xây dựng tam bảo. Trong khi tăng ni thì tích chứa riêng tư, nên làm sao mình dám nhìn mỗi người cư sĩ? Không dám. Thực sự thấy rất là hổ thẹn trong những cái tâm niệm này, sâu trong lòng của người tu sĩ bây giờ. Bây giờ nhìn lại hết những người tu sĩ ở một chùa đi, ai là người trong chùa bỏ hết mọi cái đừng có riêng tư? Ai dám đưa tay lên mạnh dạn không? Có mấy người, mình nói thiệt đi, bây giờ đó, đây là cái chuyện thực tế đó. Chứ đừng có nói chuyện dông dài lý tưởng cao xa vậy đó. Đừng có nói chuyện với tôi lý tưởng cao xa, nói chuyện đạo Phật là phải rất là thật. Mình đứng ở dưới đất, mình nói chuyện dưới đất đi. Ai là người dám buông bỏ tất cả mọi cái để sống cho đạo? Ngay từ giờ phút này đã xuất gia ở trong chùa có người là 5 tháng, 7 tháng, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi đó. Tự đứng ra nói tôi bây giờ tôi không có cái gì riêng tư hết à, tôi sẵn sàng sống chết với đạo lý, sống chết cho thiên hạ chúng sanh à. Và tôi đã từng sống như vậy ngày nào chưa? Đã từng bỏ cái mạng tôi cho một người nào đó để tôi cứu giúp người ta không? Đó đó là điều thực tế gọi là tâm hình phải dị tục, phải nói làm sao để thể hiện mình là người thoát tục thật sự, không còn dính mắc, không còn riêng tư, mới là người xuất gia. Chứ bây giờ lại là nói tới nó luôn hồi là cũng dính à. Trong cái hành động cư xử trong chúng bây giờ mình nhìn lại đi, trong cái ăn mặc ở của mình, sinh hoạt trong đại chúng nè, mình hy sinh cái gì cho chúng này? Cái chúng mà mình đang sống, cái chùa mình đang ở đó, mình hy sinh cái gì? Mình thể hiện cái gì gọi là mình không có dính mắc riêng tư đối với chúng trong này? Đối với tiền tài danh lợi, ăn mặc ngủ nghỉ, mình còn riêng tư không? Xét cho tận cùng những cái đó trong nguồn tâm của mình thì tâm đó mới gọi là muốn tìm đường thoát tục á. Bây giờ mà sâu trong lòng mình muốn rời khỏi tiền tài không? Chưa có mấy người muốn rời khỏi tiền tài. Sâu trong lòng muốn rời khỏi sắc không? Sâu trong lòng mình muốn rời khỏi danh vọng chưa? Sâu trong lòng mình cái việc ăn uống ngủ nghỉ mình như thế nào? Đó, nói cho được cái đó đi mới gọi là tâm hình dị tục quá. Còn mình bây giờ mình xuất gia, việc mấy cái việc đó mình gỡ không ra, gọi là gỡ không ra. Mà thực sự có gỡ đâu mà ra. Nếu mà gỡ chắc là không ra, nó dễ lắm, đó là cái chuyện bề ngoài. Thế ra bây giờ mình người tu mình phải dứt khoát những cái chuyện đó trong lòng. Nếu một cái người tu mà thực sự tối ngồi yên mình, đừng nói thiền định giải thoát gì hết trơn, nằm yên ngồi yên một mình quyết lòng ra khỏi tài sắc danh thực thì thực sự đi. Những cái chuyện đó là những cái chuyện đáng sợ, nó đang dính, đang trói cột mình. Cả đời mình phải phấn đấu làm sao để mà đừng có vướng mắc trong năm cái này. Một người mà còn dính nhiễm trong năm cái này là không ra khỏi kiếp người. Ngũ dục này là sẽ làm cho con người trở lại làm người trở lại, người trở xuống chứ không phải trở lại nữa. Tức là nếu mà còn đắm mê trong ngũ dục thì đời sau chắc chắn
chắn là mình trở lại làm người và thấp hơn cõi người nữa. Ủa điều này mình không sợ sao? Không lẽ đi tu rồi quay trở lại làm người đời sau mà loài người mà hạ đẳng hoặc là thấp hơn cõi người rơi xuống nếu mình còn vướng trong ngũ dục. Bây giờ muốn thoát tục, thoát trần thực sự thì chuyện đó phải thể hiện trong đời sống mình thoát đi. Chứ còn nếu không chúng ta ra không được đâu. Đừng có nói lý tưởng cao xa, độ tận chúng sanh rồi tùm lum la, đừng có nói chuyện trên trời. Người tu phải hết sức thực dụng, phải trở lại với cái tâm mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, cơ mình dính cái gì, mình mắc cái gì, cái nghĩ của mình còn vướng vào thế tục hay là ra rồi. Mình đang định hướng để thoát khỏi thế tục hay là mình mượn cái hình thức của một người tu sĩ để mình dứt mắt cái chuyện trần gian là mình quay về thế tục. Hình thì có cái gì đó hơi khác khác, chứ thật sự không có khác. Kì rồi mà nói rồi đúng không? Cái chuyện cạo đầu thì thế gian người ta không cạo giống mình. Có những người thế gian họ cũng mặc chiếc đồ, chiếc áo người tu cũng giống mình. Thì vậy là hình khác tục là hình như thế nào? Cái hình hài mình giữ như thế nào gọi là hình hài thoát tục? Nói chuyện ba quay nghi thế gian họ không cần hiểu. Mình sống thế nào đó thì nói câu nào đó tôi đâu biết quay nghi đâu. Không, người đời họ không biết thì thế nào là quay nghi. Nhưng mà người tu phải nói là cái hình tôi khác tục nè, là khác cái kiểu gì mình phải nói cho rẻ. Chỗ đi năm trước tất bước không rời, lơ láo một đời lấy chi nương tựa. Cái câu này ngài nói hay kiểu vần vần nhưng mà cũng hay lắm. Tức là năm trước mình đã xuất gia, gọi là chỗ đi năm trước, tức là mình rời gia đình để mình đi vô chùa. Mình nói là mình bỏ thế gian ha, mình nói là bỏ thế tục để vào chùa. Nhưng mà ngài nói một câu thứ hai là tất bước không rời. Vô chùa cả năm rồi, ngài nói năm là ít đó, cả đời rồi. Nhưng bây giờ mình chưa có rời một tấc một bước nào đối với thế gian, nó vẫn còn nguyên đó. Như là hình đó thì giống cái người xuất gia nhưng mà chưa có rời khỏi gia đình. Thực sự chưa ra khỏi cái gọi là thế tục gia thì sao ra khỏi phiền não gia, sao ra khỏi tam giới gia được. Cho nên ngài Quy Sơn ngài nói là chỗ đi năm trước, xuất gia rồi năm rồi, đúng không? Nhưng mà tất bước không có rời, không có rời mãi may nào hết trơn á. Mình là vẫn còn nguyên ở đâu, còn nguyên đó. Cái người xuất gia nha, mà ví dụ như bây giờ mở mắt ra, cái ý niệm đầu tiên á là mình phải coi lại mình coi nè. Coi lại mình trong một đêm vừa qua, coi lại mình chuẩn bị tiếp nhận một ngày mới bằng cái tâm gì. Đêm vừa qua mình có thanh tịnh được không? Đêm vừa qua tất cả những cái ý niệm của mình để đâu? Và mình làm chủ được tất cả những cái dục vọng để nó đừng có, để làm ô nhiễm tâm mình hay không? Thân mình, tâm mình trong một đêm đó. Và bây giờ bằng cái thân nào, bằng cái tâm nào để bước vào cái ngày mới này? Kết thúc một ngày chúng ta phải coi lại coi mình thoát được bao nhiêu, mình dính bao nhiêu. Mình phải thấy rõ được điều đó để mình nhắc thức mình trước khi đi ngủ, sau khi thức. Làm sao để mình sống một cách trọn vẹn trong ngôi nhà Phật Pháp. Đó là một người xuất gia, phải không? Như vậy ít ra thì mình bây giờ mình đã cạo đầu ở trong chùa 5 tháng, 10 tháng rồi. Giờ mình nghiệm lại coi mình so với những ngày xuất gia trước, so với cái ngày mà mình bắt đầu cạo tóc xuất gia, mình thực sự có rời khỏi tất cả những cái vướng mắc của trần tục chưa? Đó. Nên ở đây ngài Quy Sơn người nói tất bước cũng không có rời nữa. Mà thậm chí còn có những cái mà nhỏ nhen, ích kỷ, vướng mắc hơn thua, tinh tế hơn người đời. Cho tôi dùng cái từ tinh tế, mà thực sự là rất là tinh tế. Ở trong chuyên môn mình mới thấy cái tinh tế ích kỷ của một người tu. Tôi nói thiệt cư sĩ không thấy nổi đâu. Này chỉ có những người xuất gia mà hết sức là chuyên môn mới thấy những cái mà vướng mắc tinh tế trong tâm của một người tu. Họ nói ra một cái câu mình thấy nó nhúm đầy những cái vướng mắc ở trong đó. Nói nghe cái tiếng là nói Phật Pháp nhưng mà nó kèm theo bên trong á. Giống như người ta nói đi giảng kinh mà giảng kinh tế vậy đó. Giảng kinh gì mục đích tiền. Mà tôi nghe một giảng sư nói cái kiểu đó.
Thế không phải giảng kinh để thoát tục. Ví dụ vậy, tức là cái ý chúng tôi muốn nói là nó nói mượn cái Phật Pháp. Nó có một cái gì chút xíu trong Phật Pháp đó pha trộn để cho người thế gian thấy rằng người này đang nói Phật Pháp. Nhưng mà thật sự ở bên sau cái kiểu nói Phật Pháp đó, nó nhúm bẩn một cái điều gì đó, mà phải là rất là tinh tế chúng ta mới có thể nhận ra. Những cái giao tiếp của một cái vị tu sĩ đối với một cư sĩ thì phải thực sự tinh tế mới thấy nổi. Cái oai nghi của một người tăng, một người ni mà tiếp người cư sĩ, chúng ta đứng nhìn là chúng ta thấy biết là người đó đang muốn cái gì và đang vướng cái gì khi mà người ta giao tiếp. Thật ra cái này phải nói là nó, chúng tôi nói là cái ích kỷ riêng tư của cái người xuất gia rất là tinh tế, phải nói là đủ cái trí để mới có thể nhận ra được điều đó. Và nếu như mình không biết cách gạn lọc tâm của mình trong những cái máy động mà cái lúc chúng ta đang công phu á, thì chúng ta không có đủ sức để nhìn nổi những cái điều này. Đó, cho nên là rõ ràng là mình không có rời xuất gia rồi, nhưng mà không có rời bỏ thế gian chút xíu cũng không rời. Đối với ngài Vi Sơ, ngài nói là cũng tất bước không rời, chút xíu cũng không rời, bước tới bước lui cũng vòng vòng trong cái cõi này, kiếm đường chung trở lại, không có dám đi thẳng trở lại trần gian giống như người đời. Người đời họ cũng lao thẳng vào danh, họ lao thẳng vào lợi, họ lao thẳng vào tài sắc danh thực thì. Nhưng người tu không dám, không đủ bản lĩnh để đi vào. Vì sao? Sâu trong lòng mình cũng sợ vướng mắc, nhưng mà đã sợ vướng mắc nhưng mà không buông ra. Chứ phải chỉ mình sợ vướng mắc là mình từ chối, mình quay lưng hẳn luôn, thì chuyện đó đâu có ai nói gì mình, đúng không? Sợ vướng mắc nhưng mà sợ dính trước, nhưng mà thò tay ở đằng sau để nắm ngược trở lại. Có ngon đi như người thế tục, chúng ta lao thẳng vào cái việc danh lợi mà chúng ta không vướng trong đó, đó là bản lãnh. Người thế tục thì họ đi vào con đường danh lợi, và rồi họ cũng buông bỏ được, họ cũng có thể san sẻ được cái gì quyền lợi riêng tư. Nhưng người tu sĩ kiếm nó không ra, ở trong chúng mà nó dành một buổi làm gì cho đại chúng là cả thấy khổ rồi. Trời ơi, được phân công làm chuyện trong chúng là bị đài đọa mình. Một cái chuyện mà kỳ rồi á, tôi nghe một cái sư cô nói, cái lỗ tai tôi nó kêu u u cho tới nửa đêm chưa hết á. Tôi hỏi đi hỏi lại, hỏi có phải là tri sự phân công cổ là đài đọa có không? Nói dạ phải. Mà làm trong chúng mà có gì đài đọa? Làm việc cho chúng, trời ơi, mình còn cái sức, còn cái hơi để mình gọi là phụng sự đại chúng là một cái phước báo ngàn đời để lại cho mình. Chứ bây giờ mình vô phúng la lết, bệnh hoạn mình làm không nổi, mình quét cái chùa mình quét không nổi, mình dọn chén cơm chúng ăn mình dọn không nổi, cái người đó mới là cái người đáng thương á. Không có cái tâm đối với đại chúng. Vô chúng để làm cái gì? Mình vào trong chùa để mình làm cái gì? Mình phải xác định rất là rõ. Bây giờ nếu cái huệ mình chưa khai mở, cái phước mình không mới có, mình tránh nặng tìm nhẹ, mình không muốn làm động móng tay, mình nghĩ ủa mình phước trời sao mình vô đây để mình ngồi mình hưởng hả? Phước mình bao nhiêu, mình sống mấy ngày để có thể xài được nhiêu phước mình biết không? Mỗi ngày mình tiêu nhiêu phước và phước mình còn lại bao nhiêu, ai xác định đi rồi cho ngồi không ở đó ăn. Mình tự ngồi xác định, bây giờ phước tôi lớn ở cái chừng như cái núi Tu Di nè. Bây giờ ngày nay tôi xài mới có bằng cái cọng cỏ thôi, thì một cái vốn phước đức tôi còn lớn lắm. Tôi có thể xài hết đời tôi, nó chưa có hao được cái núi phước của tôi, thì ăn ở không được, điều đó chấp nhận. Còn đâu có ai xác định được cái phước mình bao lớn đâu. Đâu phải cạo tóc xuất gia là cái người phước lớn. Đàng na tính thí phải cúng mãi cho mình ăn, mà mình còn đủ phước để mình yên tu. Chúng tôi dùng cái từ là đủ phước thì người đó mới yên tu. Và bây giờ mình ở trong chúng mà mình vẫn thấy có một cái gì khó khăn trong cái đại chúng, thì người đó rõ ràng là cái tâm niệm tu hành rất là tệ hại. Chúng tôi phải nói như vậy, trong chúng không có cái gì khó khăn hết. Tất cả những người tu không ai có ý mà giết mình hết trơn á, không có chuyện đó đâu. Người tu nói gì thì nói, chứ không có cái tâm ác để giết nhau, để hại nhau đến mức độ tồi tệ. Thì vậy là những cái khó xảy ra trong đại chúng là cái gì? Coi lại cái tâm mình coi mình là ai, mình muốn cái gì khi mà vào trong cái chúng này, mà mình cảm giác rồi mình ở chúng là khó khăn.
Một người xuất gia ở chúng không cảm giác rằng mình hòa được với cái biển nước mênh mông của đại chúng, hòa được cái tâm đức tu hành của đại chúng để mình lớn lên cái đạo hạnh của mình, thì người đó không xứng đáng là người xuất gia. Và tâm niệm tu hành không có. Cảm giác ở chúng có một cái gì lấn cấn, ở cái gì khó chịu, không có thông, không có đồng, không có hòa được trong chúng đó, ha, thì người đó phải coi lại cái việc tu của mình đi. Dù chúng đó là cái chúng tệ hại nhất mà mình hòa không nổi. Có những người nói là chúng đó nó dở quá tôi không thèm ở, được thôi. Câu nói là một câu nói rất là hay, nhưng mà coi lại coi mình hay cỡ nào để mình không có hòa được với người ta. Người tu là hòa hợp. Bây giờ mình vô chúng rồi mình hòa nổi không? Đó là cái thứ nhất. Giờ mình hay đúng không? Mình hay thì mình vô chúng, mình sẽ sống một cái đời sống hay của mình để mình giúp đại chúng này. Thấy người ta tệ bỏ người ta đi, đâu phải tâm người tu. Nhưng mà nói mình nói cái câu giống rất là mình rất là hay, rất là giỏi, mình cao cho nên mình hỗ hòa chúng này. Cao thì lôi người ta theo đi. Nếu mình là cái người thật sự tu hành, mình vì chánh pháp, thì có số tăng ni dở quá, mình thấy tăng ni ở chùa này dở quá, bây giờ mình vô đó mình sống, mình làm cho tăng ni ở chùa này giỏi đi. Tại sao mình thấy dở mình bỏ mình chạy, ủa mình làm cái gì? Thì ra nghe nói thì mới nghe rất là hay, thấy chưa? Nhưng mà xét tận cùng cái người nói câu nói đó là một người rất là tệ, còn tệ hơn cái chỗ mà họ đang thấy cái chúng tệ đó nữa. Nên người đó là rõ ràng là không phải là cái tâm của mỗi người xuất gia thật sự. Thật ra khi mỗi người xuất gia là chúng ta phải nhìn tất cả những cái gốc cạnh của cái tâm mà phát khởi của mình đó. Mình thực sự mình phải thấy rõ ràng là nhìn ở cái gốc nào đối với thế gian nó phải cắt đứt. Bất kỳ một cái khởi nghĩ nào mà liên hệ tới người thế gian, liên hệ tới cái việc thế tục và còn vướng mắc trong trần tục này mà chúng ta không có cắt lìa thì rõ ràng không phải là tâm của một người xuất gia. Và giống như Ngài Vi Sơn nói là tất bước không rời là không được. Xuất gia là dứt khoát chuyện thế gian không còn bận biểu. Dùng từ là không còn bận biểu. Dù một suy nghĩ nhỏ để vướng lại cái chuyện trần tục là chúng ta không được phép để nghĩ. Thì đó mới là cái người xuất gia thật sự. Dùng cái từ là lơ lơ láo láo một đời, lấy chi để nương tựa. Sống trong chùa giống như lục bình trôi, nước lớn trôi lên, mình trôi lên, nước lớn trôi xuống, mình trôi xuống. Chúng bây giờ nhìn chúng, chúng tinh tấn thì mình tinh tấn theo, chúng lười mỏi thì mình lười mỏi theo. Và đến cái lúc mình lười mỏi rồi thì mình còn kiếm chuyện để cho người khác lười mỏi theo mình. Đó, lý luận mình là cái người mà thấy đạo, hiểu đạo để sống tự tại, không có tu tập. Thì cũng bắt đầu mình muốn rủ có người bạn khác, rồi mình muốn cho hết cả chúng này sống theo cái kiểu cả lang thang, lưỡng thử, lơ thơ, lưỡng thẩn như mình luôn. Đó gọi là lơ thơ, lưỡng thẩn cả đời. Lý tưởng xuất gia không có. Cái việc thoát trần thoát tục không hề đặt tâm tới. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mình không biết mình làm cái gì. Bây giờ có rất là nhiều người xuất gia, thế cho mình bất chợt hỏi thưa thầy, thầy xuất gia làm gì, hoặc là thưa cô xuất gia làm gì, nói không thông. Tại sao vậy? Tại vì tôi cũng biết xuất gia tôi làm cái gì nữa nha. Tại tôi lỡ cạo tóc ở ông chùa, hỏi để tôi suy nghĩ lại coi để có cái gì tôi nói cho nghe. Chứ còn nói liền bảo đảm nó không được. Nhưng mà hồi trước mình nói rồi, quý vị nên nhớ một điều này này nha. Khi mà nói lên sự thật á, là mình không suy nghĩ. Nên nhớ điều đó. Người đã bắt đầu suy nghĩ là người đó không bao giờ nói thật. Cho nên hỏi cái chuyện thầy xuất gia làm gì mà thầy có một chút suy nghĩ là thầy bắt đầu nói láo với người ta, chứ thầy không nói thật. Thầy mà là cái người xuất gia thật là không hề có một chút suy nghĩ. Hỏi tôi trong cái giấc mộng tôi cũng nói ngọt ngào, đừng nói là tôi thức. Ít ra là cũng phải như vậy. Cho nên là gặp bất kỳ một cái gì liên quan tới Phật Pháp mà quý thầy quý cô còn suy nghĩ để nói là biết rõ ràng quý cô không nói lên sự thật. Cái người nói thật là không bao giờ suy nghĩ. Ví dụ như giờ hỏi anh đang làm gì, nói tôi ăn cơm, đâu cần suy nghĩ gì. Tôi đang ăn cơm thật, tôi đang uống nước thật, tôi đang đi bộ thật, tôi đang ngồi đây thật, thì tôi trả lời liền, tôi khỏi suy nghĩ. Nhưng mà khi chúng ta có một chút suy nghĩ, rõ ràng là tôi không thật. Không thật. Cho nên hỏi về cái trách nhiệm, cái bổn phận gì mà liên quan tới người tu mà có một chút suy nghĩ trong đó, rõ ràng người này không có tu. Khỏi cần phải suy nghĩ nhiều.
Đó cho nên mới mốt mà lỡ mình hỏi cái gì mà dính tới cái việc tu tập quý thầy mà để quý thầy suy nghĩ rồi thì đừng có tin. Tôi nói thẳng là đừng có tin những người đã suy nghĩ để nói. Đó là sự thật. Tôi nói thậm chí lên tòa mà thuyết pháp, suy nghĩ để soạn bài lên tòa thuyết pháp là xin thưa là tôi không nghe. Quý Phật tử có nghe nghe chứ tôi không bao giờ tôi nghe những người mà soạn bài để giảng. Nhất là giảng Phật pháp mà soạn bài thì còn gì đâu nữa nói. Suy nghĩ cho rằng là giảng phải có logic, phải mở bài, phải thân bài, phải kết luận gì trong một cái bài pháp đó đó thì xin thưa là tôi không nghe. Nói nghe nào nghe nghe. Phật pháp là một cái gì sống động mới mẻ hiện tiền, phải nói là một cái sự thật đang có trong cái đời sống này mà mình đang tu tập, mình đang kinh nghiệm, mình đang sống được và đang lợi ích thực sự, đang hạnh phúc thực sự để có thể chia sẻ cái hạnh phúc đó với thiên hạ, với chúng sanh. Đó là những bài pháp mình cần nghe. Còn suy nghĩ để được hạnh phúc, suy nghĩ để được thiền định, soạn bài để trở thành một cái bài này gọi là bài thiền định. Thiền định mà soạn bài sao? Giải thoát mà soạn ra sao? Không có chuyện đó. Đối với đạo Phật, cái chuyện mà giải thoát, cái chuyện thiền định là không có soạn trước. Nói đâu cũng ra giải thoát, nói đâu cũng ra thiền định. Thì đó mới là thật. Đó cho nên là những cái gì đối với Phật pháp, thế gian mình không bền. Thậm chí có cái việc quan hệ của thế gian. Bây giờ quý Phật tử rồi bây giờ thử suy nghĩ đó nha. Mình hỏi chị em bạn mình cái gì đó, ví dụ như hỏi nay chị đi đâu ạ? Đứng suy nghĩ, hồi mới nói, rõ ràng là giấu giếm sự thật. Đúng không? Chứ bây giờ tôi đi chùa Long Hương, tôi trả lời bữa nay tôi đi chùa có gì đâu mà phải suy nghĩ. Với hồi sáng này tôi đi chùa, khỏi suy nghĩ. Nhưng mà có suy nghĩ rồi thì nên biết là người đó không bao giờ nói lên sự thật. Chúng ta nên biết điều này. Từ đây về sau mà hỏi quý thầy mà đứng suy nghĩ là không cần phải nghe thêm, không cần nghe câu thứ hai. Có gì đâu phải suy nghĩ, hỏi làm sao mà tâm hình thoát tục mà đứng suy nghĩ. Ủa vậy là tâm mình không có thoát tục, hình mình không có thoát tục cho nên phải suy nghĩ để nói. Còn nói kiểu này kiểu kia cho nó bóng bẩy nữa, nó không có thật, không có thật, không có thoát tục thật. Đó là làm sao mà bây giờ đứng lên nói trong vòng một phút thôi, trong vòng hai câu ba câu người ta thấy ở đây là cái người có cái tâm thoát tục nè, thoát tục thực sự. Người ta mới nói cái kiểu thoát tục, người ta đã từng sống thoát tục thì người ta sẽ nói cái kiểu thoát tục một cách rất là nhẹ nhàng, nói rất là chuẩn xác, không có cái chuyện suy nghĩ trong này. Suy nghĩ là không có thoát, đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên từ đây về sau lấy cái này làm mục tiêu để có thể xác định được người nói thật nói không thật. Quá đơn giản thôi, nói thật là khỏi suy nghĩ. Hỏi trả lời liền, hỏi bất kỳ cái điều gì người ta sẽ trả lời liền một cách chớp nhoáng và chính xác, không sai chạy. Thì đó là người đang nói thật. Tại vì họ đã từng sống thật rồi, họ sẽ nói lên sự thật rất là dễ dàng. Còn cái người mà chưa sống được đúng với sự thật thì phải suy nghĩ làm sao, rồi phải cân nhắc coi cái này này cái kia nó có phù hợp hay không, nó có đúng hay không thì người ta mới bắt đầu suy nghĩ. Đó, cho nên trong Phật pháp chúng ta nên biết chút điều này, không? Cái đây không phải là mẹo mà đây cũng là sự thật ở trong Phật pháp. Từ đây thì sao hỏi huynh đệ của mình, hoặc là trong giao tiếp chúng ta hỏi bất kỳ ai một cái điều gì đó, nếu tức khắc vừa hỏi là họ trả lời liền mà họ không suy nghĩ thì nên biết rằng người này có ít phần sự thật, nhớ chưa? Còn mà có suy nghĩ thì nên biết rằng người này kiếm một chút sự thật đã là khó rồi, muốn tin hay không là tùy, hả chứ. Thật ra khi mà chỉ cần kiểm tra bài đứng lên nói liền á, thì biết có khi có chút nghe được nha. Đứng lên mà nghĩ qua nghĩ lại hồi mới nói là biết là đã sai sự thật rồi. Nói khó có sự thật ở trong cái lời nói của cái người suy nghĩ. Huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo dễ xem, sở dĩ được như thế là do đời trước đã gieo trồng căn lành nên đời này mới cảm quả báo thế ấy. Ở đây ngài nói là ở trong chùa dùng có cái từ mà mấy thầy chọc nhau là đường đường tăng tướng và dung mạo khả nghi. Ở đây ngài Quy Sơn ngài nói là huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo dễ xem, tức là có khi cái phước đức tu hành của mình cũng có trong những cái kiếp trước, cho nên kiếp này á, mình làm tăng làm ni, tức là làm những người xuất gia, thì cái tướng của mình, cái dung mạo thấy nó cũng đoan trang, nó cũng dễ mến. Đó là cái phước gieo trồng ở đời trước.
Nhưng mà lại gì? Chỉ biết ngồi sững khoanh tay, chẳng tiếc thì giờ. Thì khi mình có cái tăng tướng rồi ha, nhìn thấy có cái tướng làm tăng, có cái tướng làm ni rồi, nhưng mà lại gì? Ngồi sững khoanh tay, không có làm động móng tay luôn, ngồi không đó. Tại vì mình có cái tướng làm tăng rồi, có cái phước để có thể hưởng của đàn na đến thí rồi, cho nên không cần phải làm động móng tay. Và cũng chẳng tiếc thời giờ năm tháng, nhưng mà sao? Đạo nghiệp thì không có thành. Đó, như nãy mình nói là một người mà trước khi đi ngủ, sau khi thức mà mình không kiểm tra lại một ngày. Bây giờ trước khi đi ngủ mình không kiểm tra từ sáng giờ mình tu cái gì, mình được cái gì, mình mất cái gì, mình đắc cái gì, mình thất cái gì mình tỉnh, cái gì mình chánh niệm, cái gì mình thất niệm, cái gì mình sa súc, cái gì mình vọng động, tất cả những cái đó mình kiểm tra lại. Để mình có thể thấy rằng ngày nay trong 8 tiếng đồng hồ ban ngày này, 10 tiếng đồng hồ, 12 tiếng đồng hồ này, mình tu được mấy tiếng, mình thật sự mình sống trong đạo được mấy phút, mấy tiếng hơi dài, mấy phút. Thực sự chúng ta có miên mật trong công phu được 5 phút, 10 phút chưa? Chúng ta phải thấy là 5 phút, 10 phút chúng ta miên mật trong công phu, chúng ta được cái tâm gì và không được cái tâm gì. Chính mình phải thấy là tại sao mình sống như vậy mà mình bị vọng động, và tại sao mình sống như vậy mình được thanh tịnh. Đó, công phu như vậy mình bị vọng động là tại sao? Mình tự mình phải thấy và tự phải hóa giải được cái vọng động này. Nếu kỳ sau xảy ra trường hợp đó là mình không bao giờ thất tâm, thất niệm nữa, mình phải tỉnh thức, mình phải tỉnh giác, phải dè dặt tâm từng chút. Chứ không phải đơn giản là đối với đạo lý mù mù mịt mịt mà không có nỗ lực chuyên cần công phu, công quả thì không thể nào chứng được thánh quả, thoát khỏi cái trần tục này được. Cho nên ngài Quy Sơn ngài nói là những người mà ăn không ngồi rồi đúng không, có cái tướng tăng rồi, thực sự có những cái tướng mà có rất là nhiều. Cái người Phật tử chỉ cần thấy cái hình tướng của vị thầy đó tự nhiên sanh cảm mến, đó là cái phước nhiều đời của các vị đó. Nhưng mà đừng có ỷ lại với những cái tướng đó, chúng ta đừng ỷ lại, nhìn sâu vô công phu á. Chỉ có những người chuyên môn họ nhìn ra cái tướng đẹp đó, nhưng mà tâm rỗng hay là tâm đặc họ nhìn ra. Còn người bình thường nhìn không ra đâu, chỉ thấy cái bề ngoài là thấy được rồi, thấy bề ngoài là thấy ăn tiền. Nhưng mà thật sự nơi tâm của người đó như thế nào thì trong chuyên môn người ta sẽ nhìn ra. Cho nên có những người mà như cái sách mà những cái sách địa lý thế gian thì người ta nói sao? Hữu tâm vô tướng thì sao? Tướng tự tâm sanh, mà hữu tướng vô tâm thì tướng đồng tâm diệt. Tức là người mà cái tướng không đẹp nhưng mà cái tâm họ đẹp thì thời gian chính cái tâm đó nó làm cho cái tướng của họ đẹp ra. Còn bây giờ sanh ra đã có cái tướng tốt, tướng đẹp rồi, nhưng mà cái tâm rất là xấu, do vậy mà một thời gian là họ sẽ bị mất cái tướng này. Thật ra người tu á, mà cái khí sắc của người đó sau một đêm không tươi nhuận hơn ngày hôm trước, biết rằng đêm hôm nay có nhiều chuyện à. Nhưng mà hôm nay quá nhiều cái vọng động là để tiêu hao năng lượng, khiến cho khí sắc bị mất đi. Sống một ngày tới tối người ta gọi kiến, người ta coi cái khí sắc người này có hưng khởi hơn hay là chìm xuống. Nếu mà cái khí sắc tươi nhuận, nó lộ cái nét thanh tịnh ra thì biết một ngày nay mình sống không vướng mắc trần tục, mình sống đúng với chánh pháp. Còn mình gọi kiến buổi chiều mà mình thấy cái khí sắc mình không ổn à, rõ ràng năm nay hồi sáng giờ gặp rất là nhiều chuyện phiền não, rất là nhiều chuyện vọng động, rất là nhiều chuyện vướng mắc để cho cái khí sắc chúng ta bị tối đi. Người tu phải thấy, phải làm ý kiến cho lớn để mỗi ngày mỗi gọi hai lần giùm đi, đúng không? Để thấy rằng là cái đời sống tâm linh của mình á, mình được tạo dựng trong những cái ngày giờ mà mình đang sống. Phải làm sao đó phải sống rất là gọn gãy trong chánh pháp, không có được dư thừa ra bên ngoài nếu là một người xuất gia thật sự. Đạo nghiệp mình chưa sáng thì mình phải thể hiện sự thao thức mãnh liệt. Thế bây giờ một người xuất gia mà chúng ta tự suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy lỡ như ngồi đây nè, cái chuyện sống chết vô thường tới, ngồi đây một chút mình không có đứng dậy được, ngồi cứng đơ đó luôn, rồi mình đi đâu, mình về đâu?
Đó, mình phải đặt mình trong tình huống xấu nhất. Mình đang đi xe, mình đi không tới nhà, mà đang ngủ mình chưa chắc mình thức dậy. Mình đang đi vậy mà không biết mình đi tới đâu. Mình đang ngồi chưa chắc một chút mình đứng dậy. Bây giờ còn bình tĩnh chứ một chút chưa biết mình ra làm sao. Thấy không? Tất cả những tình huống xấu nhất mình có thể đặt ra với mình. Và nếu một người nào đủ cái bản lãnh, tức là người tôi phải đủ cái bản lãnh là tôi chết bất kỳ cái tình huống nào tôi cũng có thể tự chủ được mình. Và tôi biết chắc rằng tôi chết bất kỳ cái tình huống nào tôi cũng phải biết rằng tôi đi đâu, tôi về đâu một cách rõ ràng. Thì được gọi là sinh tử có thể có một chút thương lượng. Người như vậy mới có một chút thương lượng về sinh tử. Còn bây giờ mình thấy rõ ràng rước mù mịt, lỡ chết đây mình không biết đi đâu về đâu, thì thành một ông thầy tu chết thôi, chứ không có gì hơn. Và như vậy mà không lo là không được. Cái chuyện chết đâu có chừa ai đâu, diêm dương không có chừa ai hết đó. Nên cái việc chết là nó không có chờ đợi là mình phải 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, không có chuyện đó. Không có hứa hẹn ngày nào, giờ nào. Bản thân của mình nếu mình tu đúng rồi á, mình có thể quyết định là tôi sống 50 tuổi nữa nè, tôi sống 100 tuổi nữa nè, tôi thừa sức để tôi có thể sống. Xảy ra bất kỳ cái tình huống nào tôi cũng có thể sống đúng 100 tuổi theo lời hứa. Nếu tôi muốn hứa tôi sống 100 tuổi là phải chờ đợi tôi sống đúng 100 tuổi cho mà thấy. Ví dụ vậy. Thì người tu phải dứt khoát, phải có cái bản lĩnh đó chứ. Bây giờ mình không biết mình sống bao nhiêu năm, rồi chết mình không biết mình đi đâu, mình về đâu. Mà nói tới cái chuyện đạo lý thì mù mịt mà không có chịu lo. Thì đây là cái chuyện mà Ngài Quỳ Sơn quở mình, đạo nghiệp chưa thành, sống mà lơ thơ lững thững giữa đời này, như lục bình trôi lên, lục bình trôi xuống, mà làm sao đạo quả mình thành được. Chẳng những một đời này luống qua mà đời sau cũng sẽ vô ích. Cái này là Ngài Quỳ Sơn nói nặng quá, bắt đầu Ngài bớt giá lại nè. Đáng lý là Ngài quở. Trong những cái câu lời trước Ngài nói nặng lắm, nhưng mà bây giờ Ngài Quỳ Sơn chắc cũng kinh nghiệm rồi phải không? Đời này trôi qua đời sau sẽ vô ích. Không có phải là vô ích đâu, về sau đọa lạc mới đúng chứ không có chuyện vô ích. Một cái người xuất gia ở trong chùa, một đời không phấn đấu tu tập để tiêu mòn cái phước báo của mình, thậm chí mất phước hoàn toàn, mất cái phước làm tăng. Mất phước làm tăng không đơn giản là hết đời làm tăng, đời sau được làm người đâu mà chưa chắc rồi nha. Mất phước làm tăng có thể mất luôn cái phước làm người nữa. Và đã không còn cái phước làm người thì chắc chắn đọa lạc chứ không phải vô ích đời sau được. Tại từ cái phước làm tăng không phải nhỏ đâu, phước làm tăng không phải nhỏ mà được làm tăng. Nhưng mà đã làm tăng rồi á, thì tiêu hao phước cũng không phải nhỏ luôn. Đó, một ngày nếu sống đúng phước mà nó tăng nghìn trùng, một ngày sống xa ngay là phước đã tuột, như là thác đổ, như là núi đổ chứ không phải là thác đổ. Một ngày công phu không tốt thôi, như một cái núi đã sụp đổ về phước báo, chứ không phải là thác đổ nữa. Chúng ta phải thấy ý thức được điều này, để thấy rằng một ngày chúng ta sống trong chùa mà chúng ta không có làm cái gì để cho giữ vững được cái phước báo của mình trong cái tâm niệm. Ví dụ như bây giờ nè, sáng mình lễ Phật thôi nha, tôi nói để cho mấy người lễ Phật thấy nè, ngày nào mình cũng lễ Phật. Tự nhiên sáng nay mình có cái ý niệm là đại khái là cái thân của mình nó không được khỏe, không được hứng khởi như mọi ngày. Tự nhiên mình lễ Phật với một cái tâm rất là vô cảm, làm thì có hình thức để người ta thấy là mình lại Phật, nhưng mà sâu trong lòng mình không có một chút nào tôn kính Phật hết đó. Thì như vậy là không phải mình không sanh phước, không sanh phước là chuyện bình thường, nhưng mà đó là một chuyện làm tổn phước của mình khi đứng trước Đức Phật không thể hiện cái lòng tôn kính. Nếu mình đứng trước Đức Phật mà không thể hiện lòng tôn kính là tự động mình bị tổn phước lành, mà còn đắp y là còn sử dụng cái hình thức để lễ lại Phật, tức là mình dối lừa mọi người, dối lừa mấy ông hộ pháp, mấy ông thấy hết, đừng không dối được đâu. Chư thiên hộ pháp họ cho thấy rằng người này cúi lại Đức Phật với tâm niệm nào để họ có thể xác định rằng cái lễ này bằng cái tâm thành kính để sanh phước báo, hay lễ này bằng cái sự bất kính. Nhiều khi chúng ta thể hiện cái sự kính trọng là cái hình dáng bên ngoài, nhưng mà sâu trong lòng là cái sự tôn kính chúng ta không có, là tự động chúng ta mất phước. Mất phước đó là cái gì? Mình không tôn kính Phật thì mình không thể gần gũi được Phật lâu. Đó là phước mình bị mất rồi đó. Chứ càng lúc cái mình chán lại Phật, càng lúc mình chán thấy hình Phật,
càng lúc cái mình chán thấy chùa, và càng lúc nữa thì mình sẽ chán làm tăng luôn. Hết phước. Hết phước là do lễ lại thiếu sự tôn kính, chứ không phải là thiếu sự tôn kính là mình không có sanh phước, mình bị mất những cái phước lành đó. Những cái gì liên quan tới Phật cái lần lần mình không muốn nghe. Ồ lạ gì đó, cái công phu mình không muốn tu nữa. Từ từ làm biến ngồi thiền, làm biến tụng kinh, làm biến nghe pháp. Đó là chúng ta đang làm việc mất phước của mình khi mình còn ở trong chùa. Không tôn kính Phật, không quý kính Phật, không quý kính cái giáo pháp của Đức Phật, không quý kính tăng đoàn, là tự động chúng ta làm tổn hại cái phước báo của chính mình. Nói cho nên đối với Ngài Quy Sơn, Ngài thấy rất rõ điều này. Mà Ngài nói rất là nhẹ, phải không? Bây giờ đánh rất là nhẹ là đời này luống qua, đời sau cũng sẽ vô ích. Vô ích thật sự khi sanh ra làm một con người. Chúng ta có đầy đủ lục căn như bây giờ mà chúng ta không biết gìn giữ. Có những người nói những cái lời mà chúng ta thấy là chính những cái lời nói đó không còn cái lưỡi để có thể nói chuyện được đời sau, mà họ vẫn nói được. Tức là không có gìn giữ nổi cái lục căn của mình. Phải nghe người tu mà phải nghe những cái lời lẽ nó không phù hợp với chánh pháp. Khi một người xuất gia mà cố tình để xem nghe những cái điều mà nó không có phù hợp với chánh pháp thì tự động nó mất cái phước của mình. Mất cái phước của mình tức là mình không có còn cái phước để có thể nghe được chánh pháp nữa, mà nghe những cái điều càng lúc càng xa rời chánh pháp. Mình sẽ thấy những cái điều càng lúc càng không phù hợp với chánh pháp. Thì đó là gọi là mất phước của chúng ta. Cho nên cái tướng suy của chúng ta, ví dụ như một cái nơi xảy ra chuyện, nhưng có những người họ thấy được cái nghiệp tướng hiện ra trước mắt của họ, có những người thấy khác. Ví dụ như xảy ra cái chuyện mà thấy cái việc mà chết chóc, thấy cái việc ô trượt, nhưng mà có người kia cũng đồng ở như mình mà họ không thấy. Giống như đi trên xe, hai người cùng đi trên một chiếc xe về nhà, người kia hỏi: ủa chị đi trên đường chị thấy chuyện gì không? Người kia nói: tôi không thấy. Mình thì mình thấy đủ thứ chuyện, mình có thể thấy cái chuyện vướng mắt này, cái chuyện xấu xa kia, mình thấy hết. Mình thấy hết là mình hay hay mình dở. Đó là cái nghiệp tướng của mình nó kết nối với những cái xấu đó. Nghiệp xấu của cái tâm mình nó mới kết nối với những cái tướng đó, khiến mình mở mắt ra mình thấy toàn là chuyện xấu, mình mở tay ra mình nghe toàn là cái chuyện không hay. Trong khi mọi người không có cái nghiệp xấu dở đó thì tâm của họ đang hướng về chánh pháp, cho nên họ thấy là họ thấy những điều phù hợp với chánh pháp, họ nghe là họ nghe những điều phù hợp chánh pháp, mà không phải là họ tưởng tượng, mà vì đó là cái nghiệp tướng của họ nó lộ ra. Cho nên trong đời sống đời thường có những người chuyên cứ là ở trong một nhà, nhưng mà có người là luôn luôn thấy điều xấu, nhưng mà có người luôn luôn thấy điều tốt. Có người luôn luôn nhìn đời với cái phương diện xấu, nhưng mà có người cũng ở chung nhà đó họ thấy cuộc đời này là đẹp. Là do hai cái nghiệp tướng khác nhau. Thì người tu mà đã thấy cái chuyện mà ở chúng là khó khăn, ở chúng là cái gì đó rắc rối, là đã nghiệp xấu đã bắt đầu hiện rồi. Nghiệp tướng xấu bắt đầu hiện. Và nếu không lẹ lẹ sám hối thì chắc chắn là phải rìa chúng, không có đủ phước ở ông chúng nữa, phải sám hối với cái đại chúng đó. Dành thời gian rất là nhiều để lại cái đại chúng, sám hối, xin cho con được hòa nhập trở lại trong chúng. Con thấy chúng là một cái mái ấm thực sự cho chính mình. Làm gì thì làm, nhưng mà với mình cái đại chúng không phải là mái ấm gia đình, không phải là thân thuộc ruột rà, thì rõ ràng mình không phải là cái người xuất gia. Vì xuất gia là khắp tăng chúng ở thập phương thế giới này đều là ruột rà thân thuộc của mình đó, chứ không phải chúng ở chùa mình không đâu. Khi mà mình nhìn một cái tu sĩ không phải là tu theo cái gọi là cái tông của mình, thấy chưa? Nhưng mà nếu mình có một chút ác cảm với một người tu khác mình thì rõ ràng mình không phải là tăng trước cái đấy. Chính mình không thấy mình là tăng. Cho nên cái hòa hợp không có nghĩa là hợp trong chúng tăng trong chùa mình, mà tất cả chư tăng khắp nơi trên thế giới này đều là tăng. Cho nên mình phải có một cái thái độ gọi là hòa hợp với tất cả những tăng ni khắp nơi trên thế giới này thì mới thực sự là hòa hợp, chứ không phải ở trong chùa mình. Thành ra cái lục hòa sau này chúng ta sẽ học lại để chúng ta thấy rằng là chúng ta không có hòa hợp. Tự nhiên mình đi từ cái Bắc Tông mình quay đi qua Nam Tông, mình cảm giác là mình không có thoải mái khi đi vào chùa Nam Tông.
Những người tu thiền đi qua chùa Tịnh Độ mình cảm giác mình không thoải mái, không phải đâu. Nhưng đó là cái sai lầm của mình, mà mình không biết, mình không hiểu nổi tinh thần lục hòa của tăng đoàn. Từ giả thân quyến, quyết chí mặc áo nhuộm là ý muốn vượt đến chỗ nào, sớm tối lo nghĩ, đâu thể dần già để thời giờ qua mất. Ở đây Ngài Vị Sơn Ngài nhắc lại mình nè. Chuyện này thì nói trước rồi, bây giờ Ngài bắt đầu nhắc lại nữa, là mình từ giả thân quyến của mình, quyết chí mặc áo nhuộm là ý muốn mình đi đâu, mình muốn làm cái gì mà mình cạo đầu ở một chùa, phải không? Chúng ta phải xác quyết cái con đường đi của mình, phải xác định một cách rất rõ ràng lý tưởng xuất gia của mình, phải xác định cái mục đích chính của người tu tập là cái gì. Chúng ta phải tự suy nghĩ, phải tự suy nghĩ để đặt mình trong cái tình huống tốt nhất. Mà chúng ta nói với người tu á, khi nào ha mà tâm niệm của một người xuất gia muốn thoát khỏi cái thế gian này, muốn rõ ràng cái việc sanh tử, muốn đạt ngộ giải thoát, nó cấp bách giống như là một cái người mà đã bị nhận chìm dưới nước mà muốn ngôi lên khỏi mặt nước thở một hơi như thế nào á, thì người đó hy vọng trong đời này có được những cái kết quả trong công phu tu tập. Còn lơ đễnh thì thôi thua rồi. Tại quý vị chưa bao giờ quý vị đi vào công phu để thấy rằng á, nó nóng, nó nguội ở trong công phu của mình. Ví dụ như bây giờ đêm nay ngồi thiền, chúng ta có thể được yên ổn, thì cái hơi ấm đó nó có ở trong cái tâm thức của mình, cái sự bình yên đó. Như một ngày mà nó kéo dài trong cái công việc quá, mà trong mình không có giữ được tâm niệm, mình bắt đầu nó loãng ra. Nó loãng qua qua một cái đời thời ngồi thiền sau, mình không có nâng được cái hơi ấm bình yên đó cho chính bản tâm của mình, thì coi như công phu chúng ta bị gãy. Chúng ta dùng từ là gãy, nó không kết nối liên tục. Cho nên cái sự thao thức đó nó nung nấu mãnh liệt và khẩn thiết như mỗi người nhận chìm dưới nước lâu quá, bây giờ họ muốn ngôi đầu để họ thở như thế nào đó bằng tất cả những năng lực sống còn lại ở trong cái người tu tập á. Chúng ta muốn vượt thoát phàm trần này giống như một người đã bị nhẫn chìm trong nước tìm đường để thở. Mà người tu muốn vượt thoát bằng tâm niệm đó thì hy vọng đời này chúng ta có một chút nào đó tương ưng với Phật Pháp. Chúng tôi dùng cái từ là có hy vọng. Còn thấy mà năm nóng, năm lạnh, ba chìm, bảy nổi là cái xong cuộc đời tu của mình rồi. Mà những cái chuyện đó thậm chí cả những người nhập thất họ cũng không làm được. Thành ra trước khi vào cửa thất phải được cái ông thầy nung nấu cái kiểu gì á, ông thầy khai thị cái kiểu gì á, để cho người đó mang trọn cái tâm đó đi vào cái khu thiền thất, thì hy vọng là tuần lễ nửa tháng, ba tháng trong thất có chút gì đó tiến bộ, còn không là khó lắm. Nên bây giờ mà người tu muốn nung nấu cái tâm giác ngộ giải thoát, nó hừng hực lửa lòng của mình trong từng ngày, từng phút, từng giây là một cái điều rất là hiếm có trong đời này rồi. Khó có tìm được mọi người mà xây dựng được cái tâm trí đó lắm. Mà nếu không được như vậy thì nói chuyện tu tập là nói chơi thôi. Nói chơi chứ mà uống trà, nói chuyện bàn thảo chơi, chứ thực sự là nói tới cái chuyện tu hành là khó, rất khó. Cho nên chúng ta phải đặt lại với chính bản thân mình. Mình ngồi lại với chính bản thân mình. Khi mình quyết tâm rời thân quyến, rời gia đình của mình, mình mặc áo nhuộm ở trong chùa để làm cái gì, mình muốn đi đâu về đâu, và kể từ lúc đó tới bây giờ mình đi được bước nào rồi, kể từ khi xuất gia giờ mình bước được bước nào rồi, muốn thoát trần phải không, thoát được mấy bước rồi đó. Mình phải thực tế mình nhìn cái mình thoát trần được bao nhiêu rồi, thoát được bao nhiêu rồi, thoát được cái gì rồi, mình giải phóng được cái gì ra khỏi tâm thức mình rồi. Đụng tới mình phiền não mấy ngày mới hết. Gặp cái chuyện hơn thua, mình có hơn thua nhúng tay vô trong đó không? Người ta hơn mình có ganh tị không? Người ta đằng mình như thế nào? Tất cả những cái đó mình đều đặt lại coi tâm mình muốn cái gì. Đó, Ngài Vị Sơn Ngài nhắc mình phải coi lại tất cả những cái tình huống tâm thức xảy ra nơi lòng của mình, để mình xây dựng mình thực sự là một người xuất trần. Tự bản thân của mình cảm giác mình không hổ thẹn kể từ lúc mà mình cạo cái đầu để mình xuất gia mà nở trong chùa, mình không hổ thẹn.
Tôi chấp chư thiên theo dõi tôi cả nửa đêm khuya, tôi cũng không hổ thẹn với cái tâm của tôi nữa mới được. Chứ đừng nói là người đời. Nói cho mình làm sao mình sống để mình có thể tự hào về tất cả những cái gì mà mình có ở trong Phật Pháp. Long Thiên Hộ Pháp theo dõi 24/24 cũng không mò được cái sơ hở tâm của mình được nữa thì mình mới là cái người tu chứ. Bây giờ tu ở ngoài cũng sợ, ở ngồi thiền mà sợ cái người lãnh đạo đi thấy mình làm biến. Trời quá tệ rồi. Như đó là hết bàn rồi. Nói chứ, nó lại phải là núp núp, phải né né ngồi chỗ nào, góc nào để mình là mình làm biến tu đừng ai phát hiện mình. Chuyện đó là quá rồi, quá tệ rồi. Không còn hễ vàng. Mấy người tu thực sự á, chấp hết á, theo dõi tôi đi. Cứ đi theo, cứ rình rập mà theo. Để coi mình có bị sơ thất cái tâm công phu của mình không. Chúng ta phải khẳng định với mình điều này để mình xác định là tôi quyết tu quyết tử cho cái đạo lý giác ngộ giải thoát này. Nói chưa? Không có ai có cái khả năng mà có thể thấy được cái kẽ hở quyết tâm tu tập của mình. Thì đó mới là người tu ngon á. Còn bây giờ tu hả, sáng nóng, rồi trưa lạnh, rồi chiều hâm hâm, không có liên tục được. Rồi đó công phu mà nói là công phu mà một cách liên tục để có thể làm nóng, để có thể làm đốt cháy hết tất cả những phiền não á, là một điều rất là khó. Chúng ta làm sao giống như cái ngọn lửa bắt đầu được mồi để cháy là nó phiền não rất lên là nó phực cháy hơn chứ không phải làm tắt liệm. Bao nhiêu chuyện phiền muộn của thế gian này, bao nhiêu chuyện rắc rối của cuộc đời mà nó chạm tới mình đều biến thành ngọn lửa lòng để cháy hơn, nóng hơn cái việc giác ngộ giải thoát. Gặp chuyện rắc rối là cái chuyện tu tập mình nó phải mãnh liệt hơn, nó có thể đốt cháy được chuyện rắc rối đó bằng đạo lý. Phải quá tán và biến tất cả những cái đó làm cái mồi để mà nung nấu cái lý tưởng giác ngộ giải thoát của mình. Chứ không phải gặp chuyện khó mình thối lui. Là cái người không có căn cơ, không có căn khí và không có quyết liệt tu tập thì gặp chuyện khó họ mới thối lui. Còn cái người mà xuất gia, ví dụ nha, bây giờ mình đang sống bình thường, mình ngồi thiền, mình tụng kinh theo kiểu bình thường trong chúng, mình hòa chúng là đó là chuyện thường. Nhưng mà sau một cơn hoạn nạn thì người ta mới nhìn người này là có căn khí tu hành hay không. Họ gặp chuyện rắc rối trong cuộc đời, họ bị bệnh, họ bị cái gì đó, mà sau lần đó mà cái tâm thoát trần của họ mà nguội đi, nhẹ đi thì đó không phải là người căn cơ lớn. Thường họ gặp những chuyện hoạn nạn họ là những người bốc khối hơn nữa. Họ là những người tu tập và có những cái thấy nhìn cái cuộc sống sâu sắc, chính xác hơn và công phu của họ tiến bộ hơn sau lần hoạn nạn thì đó là người căn cơ lớn. Cho nên những người càng gặp khó thì công phu họ càng giỏi. Còn có những người căn cơ kém cỏi hả, gặp khó hơn cái là chùng bước là xong rồi, hết một đời này không xây dựng lại cái việc tu tập được. Ở đây nói không phải là mình cầu hoạn nạn tới với mình, nhưng mà thực sự phải coi những cái chuyện xảy ra trong cuộc sống để mình thể hiện cái tâm nào, mình thể hiện cái đạo lý gì, thể hiện cái công phu chúng ta tới đâu cho cái việc mà chúng ta đối đầu với xã hội, đối đầu với mọi người, gặp với tất cả những cái duyên trần khi chúng ta tu tập thì mới xác định được cái lý tưởng xuất gia của mình. Khi chúng ta thấy cái gì là chính, cái gì là phụ rồi thì chúng ta phải sống cho kỳ được với cái chính mà chúng ta đang hướng tới. Những cái gì nó phụ trợ cho cái việc tu tập xuất gia của chúng ta thì chúng ta có thể mượn, nhưng mà những cái gì chướng ngăn thì chúng ta phải đủ sức để có thể quá tán để biến thành một cái gì trợ giúp cho công phu, thì người đó mới là cái người quyết tâm. Không phải gặp chướng ngăn để mình đối đầu hơn thua, mình thắng chế, nó không phải như vậy. Mà phải làm sao biến cái kẻ thù thành bạn, biến cái việc khó khăn thành cái vốn liếng trí tuệ, để khi mà chúng ta đi vào con đường công phu là hoàn toàn không có cái gì gọi là chướng ngăn với chính mình được. Người đời người ta nói càng khó thì càng ló cái khôn. Trong đạo mình không được như vậy thì thiệt là khó xài, đúng không? Khó khăn càng lúc càng khó thì công phu mình càng lúc càng tinh tế, càng nhạy bén, càng sâu sắc và càng chính xác, thì đó là cái người mà có cái ý chí gọi là cái gì, thoát trần thực sự. Ở đây ngài Quy Sơn ngài nói là đã quyết chí mặc áo nhuộm rồi, mình muốn vượt đến cái chỗ nào đó, mình đi muốn đi đâu, mình về đâu, mình phải xác định rất là rõ.
sớm tối phải lo nghĩ, đâu thể dần già để thời gian qua mất. Đó, những người mà thực sự tu thì sớm chiều phải thực sự xét lại cái việc tu hành của mình, phải lo lắng, phải thao thức. Thì cái lo lắng thao thức đó chính là cái mãnh lực để có thể đốt cháy tất cả những phiền não nghiệp tập của mình. Lòng tự hẹn làm rừng cột cho Phật Pháp, gương mẫu cho đời sau, thường xét nghĩ như thế mà còn chưa được chút phần tương ưng. Tức là khi mà chúng ta tu tập rồi, chúng ta xác định con đường đi lối về của mình thật sự rồi, ngày đêm lo xét để tu hành rồi, thì trong lòng của mình phải tự hẹn với lòng, tự hứa với chính mình, mình sẽ làm rừng cột cho Phật Pháp. Trong cái tình huống tu tập mà để mình có thể làm rừng cột cho Phật Pháp á, là một cái gì đó rất là lớn lao. Phải có một cái phát tâm phát nguyện thực sự đối với Phật Pháp, đối với chánh Pháp, đối với đạo lý giác ngộ giải thoát, và chấp nhận hy sinh cái đời mình cho cái việc lợi ích mọi người. Mà muốn được vậy là phải nhìn cái hành động sống mình đang sống đối với tập thể, đối với đại chúng, đối với mọi người xung quanh mình. Khi chúng ta giao tiếp với một người nào đó thì chúng ta đặt cái vị trí gì mà phù hợp với chánh pháp? Chúng ta đặt mình đặt cái vị trí gì? Thử ai về, thử ai có ý kiến à? Ví dụ như bây giờ mình có người giao tiếp trước mặt mình, thấy chưa? Thì mình đặt mình ở cái vị trí nào để có thể thể hiện mình là rừng cột của Phật Pháp? Đặt mình vị trí nào? Ví dụ như bây giờ có một Phật tử tới chùa gặp quý thầy, thấy chưa? Thì khi mà gặp quý thầy, gặp quý sư cô chào hỏi rồi, thưa hỏi quý thầy quý cô rồi, thì ngồi xuống bắt đầu Phật tử mới tâm sự chuyện của mình, rồi cái quý thầy tâm sự cái chuyện của chùa, tâm sự qua lại hồi sao hai người có rất là nhiều cái phiền muộn để rồi sao ngồi ôm nhau khóc, cái tâm sự mà tâm đầu ý hợp, đúng không? Hoặc là bây giờ ngồi trước một Phật tử là bắt đầu cái chùa thiếu cái này, tu thiếu cái kia, để cho Phật tử phải lo. Tại vì rõ ràng là Phật tử tới chùa là họ sẵn lòng để họ lo hộ trì tam bảo, mà ra nghe tăng chư ni trong chùa mà thiếu thốn là họ sẽ lo. Thì vậy là có phải để mình làm rừng cột cho Phật Pháp không? Cho nên thấy vậy trong cái giao tiếp á, một lần giao tiếp, tưởng đâu nói như hồi nãy tôi nói một lần giao tiếp thôi, mình ngồi mình nhìn cái thái độ, cái hành động, cái cử chỉ của vị tăng vị ni đó, hoặc là nghe một cái câu nói đó là mình biết người đó là người đang muốn cái gì đối với chánh pháp, hay là muốn cái chuyện rời xa chánh pháp, mình sẽ rất là dễ nhận ra. Thật ra khi một người mà muốn trở thành một cái gương cột cho Phật Pháp thì trong tất cả những cái tình huống giao tiếp, chúng ta luôn luôn đứng ở một cái thế gì? Chúng ta phải đứng vững trong đạo lý rồi đó. Chúng ta phải ở vững trong cái thế bình an nhất, thanh tịnh nhất của một người tu. Và nếu như mình hưởng được cái phúc lạc ở trong Phật đạo thì mình đứng vững cái vị trí đó, sẵn lòng ai đến mình cũng ban được cái hạnh phúc cho họ, ai đến mình cũng ban được cái sự bình yên cho họ, ai đến mình cũng ban được chánh pháp cho họ, thì người đó mới thật sự là gương cột của Phật Pháp. Bất kỳ tình huống nào, bất kỳ cái cuộc giao tiếp nào khó hoặc là dễ mà chúng ta không có lộ Phật Pháp ra, chúng ta không có lộ chánh pháp qua, chúng ta không có lộ sự bình an ra, chúng ta không có xứng đáng là gương cột Phật Pháp. Thật ra muốn được cái thực sự là lòng hẹn lòng để được trở thành gương cột Phật Pháp thì chúng ta phải chiếm được cái vị trí bình an. Chúng ta phải là người an lạc, chúng ta phải là người hạnh phúc thật sự đúng với chánh pháp của Đức Phật thì mới hy vọng mình là gần cột. Cho nên đụng mình ở cửa ngõ nào mình cũng có Phật Pháp, đụng mình ở cánh nào mình cũng có sự bình yên. Và phải tập xử lý trong tất cả tình huống trong đời sống này. Nếu như chúng ta không đứng mảnh đất bình yên thì chúng ta đừng có xử lý tình huống thuận hoặc là nghịch. Chúng ta phải ở một cái chỗ hết sức yên bình, thanh tịnh nếu là một người tu. Một người tu chuyên môn không được quyền rời cái mảnh đất bình an, không được quyền rời chánh pháp để có thể cư xử với nhau trong cái đời sống này. Nói cái gì, nghĩ cái gì là phải đứng trên cái mảnh đất bình an mà nói, đứng trên mảnh đất bình an mà nghĩ,
đứng trên chân trời chánh pháp mà suy nghĩ, nói năng như chánh pháp, hành động như chánh pháp và suy nghĩ như chánh pháp. Làm sao chúng ta phải phù hợp như vậy á, thì mới hẹn lòng, gọi là lòng hẹn lòng, trở thành gương cột cho Phật pháp được. Chứ đừng nghĩ là một cái sự phát tâm phát nguyện khơi khơi, không có chuyện phát tâm phát nguyện khơi khơi mà thành. Chúng ta phải lộ được cái đời sống đó cho chính bản thân mình ở trong Phật đạo. Muốn gương mẫu cho đời sau thì gương mẫu cái gì? Đối với Phật pháp, cái người gương mẫu cho đời sau là cái gì? Là một cái đời sống thực sự thanh tịnh của người đó, đời sống thực sự an lạc của người đó, một đời sống thực sự phù hợp với chánh pháp. Và không có phút giây nào người đó có thể vì riêng tư mà họ có thể dành thời gian cho họ, không phải còn cái chuyện riêng tư ích kỷ nữa, mà ngày giờ sống còn lại trong cuộc đời của họ muốn trở thành một người mẫu mực cho đời sau. Thì chúng ta luôn luôn ở trên mảnh đất bình yên, luôn luôn ở trong cái sự an lạc, luôn luôn ở trong dòng chánh pháp để chúng ta nói năng hành động, thì mới trở thành gương mẫu cho đời sau được. Thường xét nghĩ như thế mà còn chưa được chút phần tương ưng, tức là ngày đêm mà chúng ta xét nghĩ như vậy á, luôn luôn đặt mình trong những cái vị trí đó, thì đối với ngài Quy Sơn có chút phần tương ưng thôi. Còn nếu mà tâm niệm chúng ta không được như vậy thì chúng ta chẳng có cái gì được gọi là tương ưng với chánh pháp cả. Mà không tương ưng chánh pháp thì rõ ràng là chúng ta không phải là cái người xuất gia rồi. Nói ra phải hợp với kinh điển, luận bàn phải nói theo gương mẫu của người xưa, hình dung đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Cái đoạn này hay nè. Tức là thứ nhất là nói ra phải hợp với kinh điển. Hợp với kinh điển là ra phải học kinh điển nhiều, để nói câu nào cũng dẫn kinh câu đó là hợp thôi sao. Cái nhiều người cứ hiểu lầm cái câu nói này. Nói mà giảng pháp mà không có dẫn kinh nhiều là Phật pháp không có hay, không có thuộc lòng được kinh nhiều để trở thành một cái giảng sư, giảng đâu cũng có kinh ở đó. Nhưng mà ở đây ngài dùng cái từ là phải hợp với kinh điển. Hợp thôi nha, dùng từ hợp chứ không phải là nói đúng kinh điển, mà này nói là hợp với kinh điển. Và kinh điển là cái gì? Nhà những cái lời nói của cái bậc giác ngộ nha. Chúng ta phải định nghĩa trở lại là kinh điển là gì? Là lời nói của những cái bậc giác ngộ. Và những lời nói đó là phù hợp với chân lý. Và gì nữa? Và phù hợp với trình độ căn cơ của tất cả chúng sanh. Thì vậy là một vị đã giác ngộ rồi, đứng ở cái chân trời giác ngộ mà nói ra, cho nên lời nói đó luôn luôn là phù hợp với chân lý. Thì vậy là mình nói lời nói nào mà phù hợp với chân lý, phù hợp với kinh điển, là lời nói đó phải thể hiện cái gì? Cái đời sống giác ngộ của mình. Nếu mình không có giác ngộ, mình nói đúng không? Nói kinh có đúng không? Bằng cái tâm thức của mình nói kinh, tức là bằng cái sự vọng động để nói, chứ không phải bằng cái sự thanh tịnh để nói. Bằng cái thế gian thế tục, cái hiểu biết phân biệt của ý thức nói, chứ không phải bằng cái tâm vô phân biệt để mà nói, thì không thể nào nói là phù hợp với kinh điển được. Cho nên cái câu này nhiều người hiểu lầm lắm. Rất là nhiều người hiểu lầm. Nói chuyện để giảng kinh là nói kinh ra là được rồi, nói cái gì giống giống với kinh là được rồi. Không phải như vậy. Không thể giống với kinh được, mà là phải phù hợp và tương ưng. Vì vậy nếu tâm mình không thanh tịnh, tâm mình không giác ngộ, thì phù hợp và tương ưng với chánh pháp, với chân lý nổi không? Không nổi đâu. Cho nên khi nào mà chưa thực sự giác ngộ thì đừng có nói kinh. Chúng ta phải nói như vậy. Đó là cái tiêu chuẩn mà ở trong kinh Pháp Hoa, là phải vào nhà Như Lai, rồi mặc áo Như Lai, phải ngồi tòa Như Lai mới trở thành pháp sư trong bản kinh Pháp Hoa. Đó là cái tiêu chuẩn. Mình bây giờ chỉ cần học là được rồi ha, có bằng cấp là có thể giảng kinh rồi. Không phải. Nói cái này nhiều thì nó sanh đụng chạm, nhưng mà phải nói một câu là ngài Quy Sơn ngài nói rất rõ điều này. Thấy chưa? Muốn nói kinh là phải phù hợp với kinh, có nghĩa là phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp, thì tâm của mình phải tương ưng với cái chỗ giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Tâm của mình phải thanh tịnh mới có thể được quyền nói kinh của Phật. Chứ không phải là đọc kinh của Phật gọi là nói kinh Phật, không phải vậy. Bằng cái tâm phàm, bằng cái tay nhơ mà cầm cục ngọc thì cục ngọc không bao giờ sạch được.
Thấy chưa? Muốn cầm cái viên ngọc lên tay là cái tay mình phải rửa cho sạch. Thì viên ngọc đó mới chiếu sáng, cái tay dính bùn mà nắm gục ngọc thì ngọc nó dính bùn, nhúm bùn. Rồi còn cái tâm không thanh tịnh bằng cái tâm vọng động để mà nói kinh thì kinh điển sẽ trở thành một cái gì đó nó vọng động, chứ nó không còn thể hiện cái sức thanh tịnh của kinh điển, thể hiện đạo lý, thể hiện chánh pháp. Đó là điều mà chúng ta phải nói là Ngài Vi Sơn Ngài nói rất rõ là nói ra phải phù hợp với chánh pháp, với kinh điển. Không, luận bàn phải nói theo gương mẫu của người xưa. Nói theo gương mẫu người xưa là gì? Phải nói chuyện là mà nói rồi phải nhắm mắt lim dim, rồi cử chỉ hành động phải gì gì đó. Không phải, không có vậy là gọi là noi theo gương mẫu người xưa. Người xưa là người nào? Người xưa là Phật và các vị thánh đệ tử của Phật. Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo, Đức Phật mới nói. Các vị thánh đệ tử Đức Phật sau khi được giác ngộ chứng thánh quả rồi, Đức Phật mới cho đi giáo hóa. Và các chư tổ muốn thành lập cái tông phái tu tập của mình là các vị nó cũng phải ngộ đạo, phải đạt đạo rồi mới có thể nói chuyện với người ta. Thì như vậy khi mình bàn luận Phật Pháp thì phải theo, noi theo cái gương đó đó. Gương các vị là chúng ta phải tu hành thật sự để vượt thoát sinh tử luân hồi. Chúng ta đủ kiến thức để vượt ngoài sinh tử. Chúng ta đủ cái bình an, đủ trí tuệ để không lầm lẫn trong sinh tử luân hồi nữa. Đó là noi theo gương của người xưa. Đó, rồi mới bắt đầu luận bàn Phật Pháp. Muốn luận bàn Phật Pháp chúng ta phải đứng ở cái chân trời giác ngộ thật sự. Những cái lời nói chúng ta luôn luôn tương ưng với chánh pháp, tương ưng với chân lý. Thì như vậy gọi là luận bàn noi theo gương mẫu của người xưa. Chứ không phải là theo người này đi đứng nghiêm trang tề chỉnh rồi mình cũng giả bộ mà đi đứng nghiêm trang tề chỉnh, đúng không? Người ta ngồi liêm diêm để thuyết pháp thì mình ngồi cũng liêm diêm để thuyết pháp. Gọi là noi theo gương mẫu. Đó là cái bề ngoài. Nhưng mà thật sự đối với Phật Pháp là cái nội dung chính của cái đó là nói lên cái gì? Qua lời nói được thể hiện trình độ kiến thức hoặc là trình độ công phu. Qua lời nói thể hiện công phu tu chứng hay là chỉ công phu lưng chừng. Chúng ta phải nhận ra. Đó. Vì vậy là người xưa không có chuyện lưng chừng nói đâu. Người xưa luôn luôn là tu chứng để nói. Thì bây giờ phải nói, phải làm sao mà thấy cho đúng với chân lý và sống đúng với chân lý và nói đúng với chân lý thì gọi là noi theo gương của người xưa. Thấy được đến như thật, sống đúng như thật và nói đúng như thật thì gọi là noi theo gương mẫu của người xưa. Chứ người xưa không có thể hiện cái chuyện khác để cho chúng ta noi theo. Hình dung đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Hai câu này hay lắm. Chúng ta hiểu mà, chúng ta hiểu mà thật là sâu ở trong cái thiền định đó ha, để chúng ta mới tưởng tượng ra cái dáng đi của một người mà ở trong định để mà đi á, thì chúng ta mới thấy rằng cái hình dung đỉnh đạt nó đẹp. Không phải là cái tướng mềm mại cái gì trơn, nhưng những cái bước chân của họ nó thanh thoát lạ thường lắm. Nếu mà chúng ta ở trong định, chúng ta mới thấy cái hành động, cái cử chỉ của cái người mà ở trong cái tâm thanh tịnh để họ bước, họ đi, họ nói á, thì chúng ta mới hiểu được cái chiều sâu của cái chữ gọi là hình dung đỉnh đạt. Những cái bước như sư trữ vương không bao giờ có bất kỳ một cái lầm lẫn, một cái sự sai biệt nào nơi tâm thức của họ hết á. Những cái bước chân hết sức là gọn gãy, chính xác, trong sáng và thanh tịnh. Lạ thường lắm. Khi mà chúng ta nhìn những cái người mà tọa thiền đi kinh hành á, thấy chưa? Thì chúng ta mới nhận ra được trong cái số mà 10 người, 20 người đi kinh hành đó ha, có những người hình dung đỉnh đạt. Đi cũng giống nhau hết trơn à. Không chuyên môn chúng ta không nhận ra, nhưng mà chuyên môn chúng ta thấy mà đi một hàng kinh hành 50-70 người, tôi biết là trong số 50-70 người đó có một người hình dung đỉnh đạt. Tức là họ người trước bước một bước thì người sau họ cũng bước một bước y như vậy, nhưng mà chúng ta mới thấy rằng cái bước đi thanh tịnh sau khi xả thiền thì lộ cái nét hình dung đỉnh đạt đó. Và rồi họ đi trong đời sống này, họ bước những cái bước chung của họ, chúng ta thấy rất là đỉnh đạt, rất là vững chãi. Bước mà như không chạm đất, bước mà thoát tục rõ ràng. Cái hành động cử chỉ không còn có một chút vướng mắc nào, luôn luôn ở cái chỗ thanh tịnh, thanh thoát để họ bước đi. Hay lắm. Chúng ta mà có kinh nghiệm trong thiền định đó, chúng ta ngắm nghía cái kiểu đi của những người mà đã ở trong định đó, quý vị thấy rõ ràng là phải quỳ đầu gối xuống lại thôi chứ không còn chuyện khác. Gọi là hình dung đỉnh đạt.
Ít khi nào chúng ta gặp được những cái tình huống này. Nếu chúng ta không có công phu chúng ta không thấy nổi đâu. Và chúng ta phải rình rập những cái chỗ mà phải nói là rình rập hơn những cái chỗ mà quý thầy mà nhập thất lâu năm, mà những người mà có cái chuyên môn công phu á, chúng ta thấy mấy thầy mà đi kinh hành trong cái khu thiền thất á, thỉnh thoảng có một vài thầy được. Rõ ràng là đứng ngoài bờ rào quỳ xuống lại rồi. Cái dáng đi nó lạ lắm. Không phải là cái kiểu mà đi sửa tướng, đi cho mềm dịu, đi cho nhẹ nhàng, không có đâu. Một cách rất là tự nhiên mà nó lộ cái nét thanh thoát gì lạ kỳ lắm. Đúng là nó không phải cái kiểu của người phàm. Đi là mình biết cái người đó thoát tục. Nhìn thấy cái kiểu đi là người đó đang rất là thanh tịnh. Thật ra cái hình dung đỉnh đạt chỉ là cái người có công phu thực thụ mới có thể nhận biết một cách sâu sắc về hình dung đỉnh đạt. Chứ nếu không thì chúng ta thấy người đó đi cái tướng hay, cái tướng lông bộ, cái tướng rồng bay gì đó là không phải là hình dung đỉnh đạt ở trong Phật Pháp đâu. Thật ra khi mà mấy người mà họ có một cái đời sống tâm linh thực sự thanh tịnh rồi, thì những cái oai nghi, những cái hành động, cái cử chỉ của họ thực sự rất đỉnh đạt. Cái từ đỉnh đạt này rất là hay. Nó là một cái gì rất là vững vàng. Và đạt tới cái sự vững vàng thanh tịnh của tự tâm, gọi là đỉnh đạt. Không bao giờ lầm lẫn trên bước chân của mình nữa. Không bao giờ lầm lẫn trong cái hành động sống, cái cử chỉ, cái oai nghi của họ nữa. Luôn luôn là phù hợp với chân lý và chánh pháp. Và ý chí cao nhàn, dùng cái từ rất là hay. Một người mà luôn luôn thể hiện cái ý chí thanh cao và gì? Và thoát tục. Họ thanh cao, nó có một cái gì đó, nó nhàn hạ, nó không phải là một cái gì ghê gớm để mà nặng nề. Rất là thanh cao, phải không? Tức là ý chí luôn luôn là vượt khỏi trần tục này, luôn luôn sống một cái đời rất là thanh tịnh, nhưng mà nó có một cái gì đó đối với họ nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lạ thường. Không phải là một sự chú mục công phu, không phải là một sự tập trung tư tưởng nữa trong cái việc đi, việc đứng, việc làm của mình, mà là một cái gì đó nó hết sức là nhẹ nhàng phân phớt bên ngoài. Đi thì giống như là cái gì đó như bay, chứ không phải là bước chân xuống đất. Và không bao giờ bận lòng với bất kỳ một chuyện gì, không còn cái chỗ để có thể vướng mắc trong tự tâm của họ. Và một người có một cái đời sống thực sự thanh thoát, vượt ngoài tất cả những sự vướng mắc rồi, thì mình mới thấy rõ ràng là ý chí của họ rất là cao. Họ không bao giờ nghĩ tới cái chuyện phải dính mắc trong phàm trần này. Không còn chút xíu nào nơi tâm dính mắc trong tam giới này. Không còn có bất kỳ một cái gì dính nơi thân tâm này để sống một đời sống vị kỷ nữa. Rồi ý chí đó mới gọi là ý chí cao thượng. Nhưng mà là cái gì rất là nhàn nhã thanh thoát. Nó không có nặng nề. Đời sống luôn luôn có một cái gì đó nó phơi phới nhẹ nhàng, sao mình nhìn thấy là mình có thể biết được. Mình nhìn thấy họ cười, họ nói, họ đi, họ đứng là có thể nhận ra được đó là một cái người thực sự đã thoát trần thoát tục rồi. Ra đời sống này là một cái đời sống của một người thực sự rất là chuyên sâu ở trong Phật Pháp. Và đạt ngộ giải thoát rồi họ mới có một cái đời sống này. Thật sự là hình dung đỉnh đạt và ý chí cao nhàn. Cái này rất là khó. Đi xa cần nương bạn lành để thường gạn lọc tai mắt. Trú ở cần nên chọn bạn, thường được nghe điều chưa nghe. Nên nói sanh ta ra là cha mẹ, tác thành nên ta là bạn bè. Ở đây ngày gọi là dạy thêm ha. Khi mình đi chỗ này chỗ kia, đi xa thì phải sao? Phải chọn bạn để thường gạn lọc tai mắt của mình. Là sao? Nếu bây giờ chúng ta đi trên đường, đi công việc, đi về quê, đi công tác Phật sự gì đó, mà mình đi một mình, đi mình cái mình thấy cảnh, cái mình đắm cảnh, nghe tiếng hay cái mình đắm tiếng hay, là không có người để nhắc thức mình. Nhưng mà nếu mình có một cái người bạn tốt, họ tu hành tốt, họ vừa thấy mình nhìn một cái hình sắc nào đó mình đắm đuối mê say, là bạn bè nhắc thức mình, gọi là gạn lọc tai mắt mình, hiểu không? Gạn lọc tai mắt không lẽ là không phải là moi móc cái gì mình, nhưng mà nếu là một người chuyên tu á, thì đi với một người không chuyên tu họ sẽ thấy rất rõ cái sự vướng mắc. Ở trong chùa thì rất là thanh tịnh, mà ra ngoài đường cái là nhiều chuyện để vướng lắm.
thấy một cái cảnh nào đó đẹp là mình đã vướng mắc rồi. Thì nếu có một người bạn mà tỉnh táo, họ nhắc là mình tu cũng không nên vướng cảnh bên ngoài, ví dụ vậy, thì gọi là gạn lọc. Không, nghe một cái tiếng mình cảm giác mình thích thú, thì nếu có người bạn bên cạnh là người tu tốt, họ nhắc nhở mình, họ nói là đừng có nên đắm cảnh, đừng có nên đắm âm thanh. Nó nghe bài nhạc hay, cái ngồi chân cà giật, thì người bạn mình gõ chân mình kêu đừng có giật nữa. Không, nó gọi là gạn lọc tai mắt giùm mình. Thật ra cái người mà thế gian miền Nam của mình hay nói một câu là cái gì? Ăn cơm thì có canh, tu hành có bạn á. Cái bạn bè nó sẽ nhắc thức mình trong những lúc mình phóng túng, lệch lạc một chút xíu công phu, là bạn bè có mà là người tu tốt thì họ sẽ nhắc liền. Cho nên cái quan hệ giữa bạn bè trong cái việc tu tập á, là họ không phải dò xét mình chuyện đúng, chuyện sai, chuyện xấu, chuyện tốt, mà họ luôn luôn theo dõi những cái bước đi của mình. Để họ thấy mình vừa lệch là họ có thể họ chặn lại. Họ vừa lệch mình, vừa sơ xuất công phu, người bạn mình nhắc nhở mình, thì đó gọi là bạn tốt á. Đó mới được gọi là thiện tri thức trong cái việc tu tập á. Vừa có một chút vướng mắc là phải nhắc. Thậm chí có hai người chơi với nhau rất là thân, ví dụ bây giờ mình không có gặp người bạn mình, chỉ cần mình sơ thắc, ủa sao mấy người nó đi đâu tôi nhớ quá trời, nhưng mình chưa bao giờ mình nhắc, mình nghe nói có người nhớ mình, thương mình, cái tự động cái mình cũng nói ờ tôi nhớ bạn quá, kể như rồi hai người dính luôn. Nhưng mà nếu một người mà có tu tập, chỉ cần nói một chút đó là biết rồi, cái tâm này là cái tâm liếng ái, mình không nên tiếp tục vậy. Mình là bạn đồng tu, không có nên có một cái thái độ mà dính mắc như vậy. Tức là vừa có một chút sơ thất là người bạn sẽ nhắc mình. Cho nên ở đây Ngài Quy Sơn Ngài dặn là đi đường xa thì không phải là đi ngoài đường nữa, mà trên cái đường xa vạn dặm về cái đạo tràng giác ngộ giải thoát của mình, thì cần có một người bạn lành để nhắc thức chúng ta, để gạn lọc tai mắt phụ với mình. Chứ mình dính chỗ này, dính chỗ kia, dính chỗ nọ rồi mình cũng khỏi tu. Thật ra người bạn đời, người bạn mà gọi là bạn lữ trong Phật Pháp đó, là một cái gì cũng cần thiết cho cái việc tu tập của chúng ta. Còn không thì chúng ta chỉ nương cái vị thiện tri thức, tức là nương thầy. Nhưng mà khi rời khỏi thầy thì phải có một người bạn lành để có thể hỗ trợ chúng ta trong công phu. Chứ nếu không chúng ta vướng mắc mà mình không hay, mà vướng đậm rồi thì khó quay trở về trong việc tu tập. Mình trú ở nơi nào thì cũng cần chọn bạn. Tức là ví dụ như bây giờ mình rời chúng rồi, mình tìm một cái nơi nào đó để mình chuyên tu đi, hoặc là mình mở mang Phật Pháp, thì phải cần có một cái người đủ cái định tĩnh, đủ trí tuệ và có công phu tốt để chúng ta gần gũi, chúng ta thân cận. Thì mỗi khi mà cái việc ý chí tu hành chúng ta nó có một cái gì đó nó trùng xuống thôi, thì phải có một người nhắc thức mình để phấn khích cái công phu tu hành của chúng ta lên. Thật ra ở cũng phải chọn bạn, rồi thường được nghe điều chưa nghe. Thật ra khi học á, chúng ta định nghĩa cái chuyện học là gì. Ví dụ như quý vị đã từng nghe Phật Pháp rồi đúng không? Cái bữa hôm sau của mình nghe bài giảng nữa. Bài giảng đó giống với bài giảng hôm qua cái mình mới thích. Ồ, hôm qua ông thầy đó ông giảng hay, hoặc là ở ông Hòa Thượng đó nổi tiếng ông giảng điều này rồi, bữa nay tự nhiên ông thầy này ông giảng đúng với cái ý ông Hòa Thượng đó, mình nghe mình thích. Nhưng có vị thầy này giảng không có đúng với ông Hòa Thượng mình thích, cái mình chê mình không, ôi ông thầy này giảng không có đúng với cái ý mà mình đã thích hôm qua. Thì vậy là sao? Chúng ta học mà chúng ta muốn lặp lại cái kiến thức cũ, nói gì giống với cũ mình chấp nhận, mà nói gì khác cũ là mình không chấp nhận. Thì vậy là không phải là mình học. Cái người đi học là luôn luôn nghe được những cái điều hoàn toàn mới. Mà cái mới này là cái gì đó nó không có dướng với cái kiến thức gì của mình hết á. Đó là cái thứ nhất. Cái kiến thức mình thấy hôm qua như vậy là đúng, rồi bữa nay mình nghe nó khác cái kiến thức của mình thì chưa chắc nó là sai. Nhưng mà chúng ta nên học đi, phải không? Và nếu mình đủ cái trình độ để mình xét thấy rằng những điều mình mới nghe ở đây, chưa từng nghe ở đây, nhưng mà nó phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý, là chúng ta cũng phải học. Cho nên học là chúng ta luôn luôn học những cái chúng ta chưa biết, chứ đừng bao giờ học những cái đã biết. Nhưng mà con người ta thì luôn luôn học những cái đã biết hơn là học những cái chưa biết. Thật ra ở đây Ngài dạy là chúng ta luôn luôn nghe những điều chưa nghe. Không, nghe là mới, học là phải học những cái mới, chứ đừng bao giờ học lặp lại.
Nhưng mà mình có một cái là cái bệnh của chúng sanh là chúng ta lặp lại hơn là chúng ta học cái mới. Cái bệnh của mình là như vậy. Cho nên đi nghe giảng rồi quý vị thấy, để giờ để ý mấy người Phật tử hoặc là tăng ni mà về mà thích buổi giảng đó là thích gì? Bữa nay tôi nghe giảng thích ghê, tại vì đó tôi nghe cái này rồi, hòa thượng thầy của tôi, sư phụ của tôi hay là người nào có uy tín giảng nó rồi, bữa nay thầy cũng giảng đúng y như vậy á, thích ghê. Đúng không? Chứ không bao giờ nói ông thầy này nó giảng có rất là nhiều cái mới để mình có thể học thêm mà mình thích. Cái điều đó hiếm lắm, ít có người học cái kiểu này lắm. Thật ra ở đây Ngài Quyên Sơn dạy là học phải thường nghe những cái gì mà chúng ta chưa nghe. Có nghĩa là thường xuyên nghe cái mới. Học là phải học những cái chưa biết, chứ còn đừng có bao giờ học cái kiểu lặp lại. Mà chúng sanh thì quen cái kiểu học lặp lại rồi. Nghe giảng mà cái gì mình không giống giống với mình hiểu nha, là không muốn nghe nữa. Nghe giảng mà không giống giống cái gì mình thì mình đã học là mình không muốn nghe. Mình thấy cái này nó khác với cái của mình, mà khác cái của mình cái mình không muốn nghe tiếp. Thì như vậy là mình không thể mở mang được. Cho nên khi học được cái mới thì chúng ta mới chắc chắn là mới có cái mở mang. Nên nói sanh ta ra là cha mẹ, tác thành nên ta là bạn bè. Thực sự trong đời này mà có người bạn để làm cho người khác thành công là hiếm lắm. Hiếm lắm, hiếm thật là hiếm luôn. Nên nó chỉ trừ hai cái vị Bồ Tát ở trên kia xuống thì người này mới bắt đầu tác thành cho người kia. Chứ còn bây giờ bạn mà tác thành cho bạn là hiếm lắm rồi. Cái này nó cũng thuộc thành cái dạng mà hơi lý tưởng. Nói vậy thì cái gì người nói mình bi quan trong cái cuộc sống này. Nhưng mà thực sự trong cuộc sống mà tìm một người bạn mà thực sự muốn xây dựng cho một người bạn mình thành tựu giữa cuộc đời này thì rất là hiếm hoi, hiếm lắm. Không có dễ kiếm được một người bạn mà với tất cả những cái thành tâm để tác thành cái lý tưởng của người bạn mình. Trong đời này chúng ta kiếm cái người đó là hình như hơi bị hiếm đó. Thật ra ở cái câu nói mà sanh ta ra là cha mẹ mà tác thành nên ta là bạn bè là một câu nói hơi lý tưởng. Hơi lý tưởng. Hiếm lắm. Ở trong chùa nói vậy tăng xuất gia hoặc là người ni xuất gia cũng khó tìm ra được một cái vị tăng nào. Ví dụ như bây giờ là có một người bạn mình đi ra làm trụ trì, thấy chưa? Người bạn mình có lý tưởng tốt, có khả năng nữa mà mình sẵn sàng bỏ cái đời mình ra để mình phụ với người bạn mình thành công cái công tác Phật sự của bạn mình thôi. Kiếm được mấy người khó lắm, thấy vậy chứ rất là khó. Huống chi là họ theo dõi từng bước chân tu tập của mình để họ nhắc nhở để cho mình tu tốt. Chuyện đó càng khó hơn nữa, khó lắm. Thật ra đây là một cái việc mà với chúng tôi thì đó là một cái lý tưởng. Ngày Vi Sơn nói chuyện hơi lý tưởng chỗ này. Cái thời của Ngài Vi Sơn á, ví dụ như thời Ngài Vi Sơn này có Ngài Ngưỡng Sơn. Ngài Ngưỡng Sơn cũng rất là giỏi. Thì gọi là cái gì? Là bạn đồng hành, hỗ trợ nhau cho cái việc Phật sự. Nói chuyện đó hiếm lắm rồi. Trong lịch sử nhân loại không có được mấy người đâu. Gần gũi người lành như đi trong sương mốc, tuy không thấy ướt áo mà dần dần được thấm nhuần. Thì cái này nó rất là đúng. Nếu mà chúng ta có được cái duyên, phải dùng cái từ như vậy, chúng ta được có cái duyên ở thân cận gần gũi những cái người lành, những cái bậc thiện tri thức ấy, thì mình không thấy liền đâu. Tại vì thường những người mà họ sống tốt, họ ít có lộ tướng. Nhưng mà dần dần gần gũi mình thấy cái hạnh của họ, thấy cái cư xử hành động của họ, mình thấy nó lộ những cái nét thanh thoát nhẹ nhàng, những cái sự không vướng mắc của họ, thì lần lần chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó. Mới thấy rõ ràng là đây là cái người mà sống đúng với Phật Pháp. Chứ còn có những cái lý luận cho nó thật là hay, nhưng mà chúng ta gần gũi không có gì để học. Chỉ vì hành động của họ thật sự nó không có phù hợp, tương ưng với lời họ nói, mình học không có được nhiều. Nhưng ở đây cái duyên phước chúng ta mà được gần gũi những người mà thực sự đạt ngộ, những người có một đời sống thực sự thanh tịnh, để chúng ta học những cái hạnh rất nhỏ của họ trong đời sống đời thường. Chúng ta phải rất là tinh tế mới có thể âm thầm học hỏi được người bên cạnh của mình. Trừ trường hợp với cái đời này, trường hợp là có vị thầy có trách nhiệm thì mới dạy đệ tử mình thôi. Chứ còn bạn bè không quan tâm lắm về cái việc tu tập, hiếm lắm. Trừ trường hợp là người đó đã sống chết trong công phu, đã trừng trải qua những cái sự vướng mắc
khi thấy một cái người bạn mình bước những cái bước chân đó có thể bị sụp đổ, và thương quá thì nhắc nhở. Và ngược lại cái mình cũng phải sẵn lòng để nhận hết tất cả những cái lời lẽ mà đúng với chánh pháp của bạn bè mình. Mình phải xóa được cái bản ngã đó mới có thể tiếp nhận được những điều hay từ bạn. Học thầy á, người ta nói học thầy không có tầy, học bạn. Nhưng mà thật sự trong cái đời này kiếm một cái người bạn mà quan tâm để nhắc nhở từng bước một trong cái đời sống công phu là chúng ta phải quỳ gối lại người đó làm thầy luôn, chứ không phải là bạn nữa. Hiếm lắm rồi, đời này rất là hiếm những cái điều như vậy. Thành ra được mà thân cận gần gũi để chúng ta thấy được, chúng ta nhận ra được cái hành động, cái lời nói cử chỉ, những cái oai nghi tế hạnh của mỗi người sống bên cạnh của mình á, mà chúng ta nhận thấy rõ ràng là đó là những cái oai nghi rất là thanh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là phù hợp chánh pháp, mà chúng ta có cái cảm giác là chúng ta có thể học được. Mỗi một ngày chúng ta có thể nhận được một cái điều hay, một cái điều tuyệt vời của một người bạn bên cạnh của mình. Thì lần lần ở đây Ngài Vị Sơn nói là ở cạnh người hiền thì giống như đi trong sương móc, thấy thì nó không ướt nhưng mà lâu ngày nó thấm. Thì cái việc học đạo của mình ở đây cũng vậy. Giống như bây giờ chúng ta ngồi đây để nghe giảng pháp, đúng không? Thì không phải là bất kỳ người nào ngồi ở đây nghe bài giảng cũng thuộc, cũng nhớ, cũng có thể ghi nhận, cũng có thể hiểu và có thể công phu được. Hiếm lắm. Nhưng mà nghe bữa nay dính miệng, ngày mai nghe dính miếng, ngày kia dính miếng, lần lần rồi Phật pháp nó bắt đầu nó thấm đậm đối với chúng ta. Thì tự nhiên một cái ngày nào đó mình cảm giác rằng mình đã ở luôn trong cái dòng chánh pháp mình không hay. Đó, mình mới cảm giác rằng nếu mà không có chánh pháp là nó không gọt rửa được. Chúng ta thấy vậy một buổi giảng, mình thấy như là mình không có hiểu gì, nhưng mà thật sự nó rất là nhiều cái mới cho mình để mình học. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó có những cái nó đụng chạm tới những vướng mắc của mình, và mình giật mình thấy ra là nhờ có cái lời này mà nó phá vỡ được cái chấp trước lâu nay của mình, nhờ có những cái lời đó mà nó phá vỡ được cái sai lầm lâu nay của mình. Chỉ mình giật mình thấy chỗ mình thấy lâu nay là sai, là không đúng, là tự động mình sẽ phải vượt thoát. Thì vậy là gần với người lành, gần với bậc thiện tri thức á, mỗi ngày là chúng ta được nhúm bởi những cái đạo hạnh thanh tịnh của vị đó. Giống người đời nói gần mực thì đen, gần đèn thì trắng, thì ở đây Ngài Quy Sơn cũng nói giống như vậy. Ở gần người hiền là lâu ngày tự động chúng ta sẽ được cải hóa, sẽ được thuần thiện hơn, sẽ được thanh tịnh giải thoát hơn. Gần gũi kẻ ác thì thêm ác, thêm tri kiến, sớm tối tạo ác. Trước mắt chịu quả báo, chết rồi phải trầm luân, một phen mất đi thân người, muôn kiếp khó tìm lại được. Ở đây Ngài nói là cái người, những kẻ ác là sao? Bây giờ đối với cái thiện, cái ác trong Phật pháp, chúng ta không có định nghĩa theo cái kiểu kinh thập thiện nữa, thấy chưa? Mà bây giờ chúng ta nói trong cái chuyên môn, những cái gì, những cái gì mà làm ảnh hưởng tới công phu thiền định của chúng ta, làm trở ngại cho công phu thiền định của chúng ta, thì những cái đó được gọi là ác. Bây giờ chúng ta nói ngoài thôi, kinh thập thiện nói điều thiện điều ác nhiều lắm rồi. Bây giờ những cái suy nghĩ, những cái hành động, những cái lời nói nào mà nó ảnh hưởng, làm tổn giảm cái phước lành của mình, làm ảnh hưởng tới công phu thiền định của mình, nó làm bích lấp cái trí huệ của mình, thì những cái hành động, những cử chỉ nó được xem lại. Còn đối với Phật pháp, chúng ta định nghĩa cái thiện ác nó gọn lại là chút vậy đi. Lời nói, hành động, cử chỉ nào ảnh hưởng tới công phu thiền định, ảnh hưởng tới cái phước lành của mình, làm tổn đi cái phước lành của mình. Tổn phước lành có nghĩa là không có lợi ích được cho người khác rồi. Lợi ích cho người khác thì tăng phước, mà lợi ích cá nhân là tổn phước. Thấy chưa? Và không làm cho mình khai mở trí huệ, thì những hành động nó xem như những hành động ác. Vậy những hành động ác là vị kỷ, không? Những hành động ác là những cuộc sống được gọi là thỏa mãn cái dục vọng, dục lòng của mình, thì đó là những hành động được xem là những hành động ác. Và những hành động đó thì như Ngài Quy Sơn nói là sẽ có những cái quả báo xấu đi sau nữa. Một người mà thỏa mãn dục vọng tức là gì? Là đi ngược lại với con đường thiền định và giải thoát, đi ngược lại với con đường phạm hạnh, đi ngược lại với cái trí tuệ Phật đạo. Cho nên khi mà chúng ta tìm cái gì để thỏa mãn riêng tư, có nghĩa là chúng ta đã đi ngược đường rồi.
đi nghịch đường rồi. Ra người tu mà chúng ta thỏa mãn cái gì đó trong cái ăn mặc và ở, chúng ta biết rằng chúng ta đang đi ngược đường. Đó là chúng ta đang đi ngược đường ác, thì chắc chắn sẽ có quả báo xấu tới với mình. Ngài nói là chết rồi là phải trầm luân, rồi một phen mất đi thân người muôn kiếp khó tìm lại được. Thật sự cái thân người, muốn thọ thân người đời này khó. Khó mà Đức Phật đã ví dụ trong kinh ha. Chúng ta đã từng nghe cái ví dụ là như một cái biển mênh mông, có một khúc gỗ mục nó trôi trên cái mặt biển đó, mà 100 năm cái khúc gỗ nó mới trôi ngang cái mặt biển đó một lần. Thì có con rùa mù từ sâu ở dưới đáy biển cũng 100 năm nó mới nổi lên mặt biển một lần, mà nó đã mù rồi. Nói vậy con rùa mù mà nó nổi lên mặt biển để nó chung được vô trong bọng cây, đó là chuyện rất là hy hữu, rất là khó. Thì Đức Phật nói là cái việc mà bỏ cái thân người này mà thọ thân người đời sau nó cũng khó tương đương như vậy. Rất là khó có thể thọ thân người. Chúng ta hiểu sâu về Phật Pháp rồi á, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái một con người mà đời sau muốn trở thành người không phải dễ đâu. Mặc dù là có những người đã quy y Tam Bảo rồi, đúng không? Thì sẽ không đọa địa ngục, không đọa địa ngạ quỷ, không đọa súc sanh. Trên lý thuyết nó là vậy. Quy y rồi sẽ được cái điều này. Nhưng mà mình vẫn còn mở cửa địa ngục kia mà, đúng không? Mình vẫn còn thấy mình thấy người ta đau khổ mà trong lòng mình nó không có đau khổ, mà thậm chí mình còn vui trước cái sự đau khổ của người khác. Đó là nhân của địa ngục, chứ không phải là mình làm cho người ta đau khổ nữa đâu. Thấy chưa? Do đó mình thấy cái sự đau khổ chúng sanh mà tự sâu trong lòng mình không có xót xa, không có muốn cứu giúp người ta thoát khỏi đau khổ, là cửa địa ngục vẫn còn mở cho mình. Bây giờ mình đang thỏa mãn trong cái ăn mặc và ở, và chỉ tìm cái cách để mình thỏa mãn cái việc ăn mặc ở, việc mặc của mình thôi. Trong khi người đó thiếu người khác, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu ở, mà mình thấy mình vẫn tỉnh rụi, mình không có động lòng. Mình tu mà bây giờ mình lo tu, mà bây giờ quan tâm tới cái người thiếu đói này là mình động tâm. Thì đó là cái gì? Đó là cái cửa ngạ quỷ mở cho mình. Thật ra mình đâu phải mình quy y Tam Bảo rồi mình hết cái điều này, mà không hết điều này vẫn còn mở cửa ba con đường ngạ. Thì cả đời của mình chỉ luôn sống để mà thỏa mãn trong cái dục vọng của mình thôi. Không có cái mong muốn nào mình dừng lại được hết á. Muốn là phải làm cho kỳ được. Phải tìm cách để thỏa mãn được năm cái dục. Lúc nào mình cũng muốn thỏa mãn năm cái dục hết. Trong đó có cái ăn, cái mặc và cái ở của mình. Thì rõ ràng đó là nhân của súc sanh mình chưa đóng cửa. Thì ra muốn mà không có đi ba con đường ác thì phải đóng cửa ba cái này. Cái tâm ác, tâm ích kỷ và cái tâm thỏa mãn dục lạc phải đóng cửa. Thì mới không đọa ba con đường ác. Đó, cho nên là khi mà đi vào con đường ác và đó con đường thiện á, thì chúng ta cũng phải có đủ cái kiến thức và phải có chút công phu, phải không? Để mình mới có thể vượt thoát được những cái ý niệm mà tham tâm dục nhiễm của chính mình. Chứ nếu không, những cái tham tâm dục nhiễm lúc nào nó cũng có thể phát khởi nội tâm chúng ta. Thiếu công phu một chút, sơ thất một chút là chúng ta đã bị rớt tâm, đã bị rơi xuống cái tầng sâu của ba con đường ác liền. Đó, cho nên là chúng ta phải thấy rõ là khi mà tâm chúng ta bắt đầu khởi để vì riêng tư ích kỷ, khởi để vì cái sự nhiễm dục, và có một chút mà thỏa mãn, có một chút vui tươi khi thấy cái điều đau khổ người khác, là chúng ta dứt khoát là không cho xảy ra, thì mới đóng cửa ba con đường ác được. Lời thẳng thì trái tay, há chẳng ghi lòng đó sao? Mới hay rửa lòng nuôi đức, ẩn tích mai danh chứa nhóm tinh thần, xa lánh ồn náo. Luôn luôn là cái lời nói thẳng thì chói tai khó nghe, mà những người đó nhiệt tình đó, họ ít nói, họ thường hay nói thẳng. Cái việc học đạo chúng ta luôn luôn chúng ta gặp những cái điều này, và nói thẳng rồi cái gì bị gì mà khó nghe, đụng tới cái gì lấn cấn ở trong bụng mình không biết nữa, nói tới mình cái mình nghe nó có cái gì đụng á, mà cái đó ở đâu thì mình không biết, nhưng mà nói thẳng đụng tới mình là mình nghe nó khó chịu, nói thẳng quá khó nghe lắm. Thật ra chúng ta mới thấy là rõ ràng chúng ta hay bị đụng đến sự thật.
cái sự mà dối trá nó có một cái tính gì nữa, nó ngọt ngào, thấy chưa? Vuốt ve cái bản ngã của mình cảm giác mình thích. Còn cái sự thật nó không có vuốt đâu. Sự thật là nó đập bể cái ngã của mình, chứ nó không có vuốt ve bản ngã. Cho nên luôn luôn là có những cái gì thẳng thắn để chi? Để đập chết cái bản ngã đang có của mình. Nhưng người thật tu á, thì mới thấy đây là một cái gì đó ơn ích cho mình. Còn người không thật tu thì cảm giác bị sốc. Cảm giác bị sốc. Nghe khó lắm, nói chối tai nghe khó lắm. Cho nên lời sự thật thì không mấy người được nghe và đủ sức để có thể nghe. Và thậm chí có những cái lời sự thật có thể đập chết bản ngã của mình ngộ đạo nữa. Nhưng mà mình vẫn thấy rằng đó là một lời nặng nề hay là một cái gì đó mà khiến người ta thật sự là khó nghe. Cho nên lời thẳng luôn luôn đối với cái loài người chúng ta là khó nghe. Ít có người mà chịu lắng tai nghe sự thật. Ví dụ như khi người ta đi học Phật Pháp như thế này, chúng ta nghe một cái đĩa giảng như thế này nè. Hồi xưa chúng tôi hay nói chơi á, hay nói chơi với quý thầy trong chúng, mỗi lần đi nghe Pháp á, mà nghe những bài giảng chuyên môn á là cái gì? Chúng tôi nói là tự banh ngực banh tim ra cho các vị giảng sư bắn cho trúng cái tim của mình. Tức là sẵn sàng cho họ bắn trúng hết tất cả những cái xấu dở nhất trong đời của mình. Tức là mình nghe lời nói đó là phải trúng mình mới được. Trúng những cái mình chấp tước, đúng những cái sai lầm mà mình tự mình không phá vỡ và qua lời đó cái mình cảm giác là mất rồi, nó tan rồi, nó biến rồi. Mà mỗi lần cái gì nó đau lắm, có những cái mà trúng mình rất là đau, nhưng mà mình cảm giác mình xong mình thoát ra được nha. Có những cái lời nói mà phải nói là bung trúng một cái là cảm đứt ruột đứt gan, nhưng mà phải đứt không có đứt là không có được, không có được nắm lại đó. Thì chúng ta học Pháp sẽ rất là tiến bộ, có nghĩa là vừa nghe là vừa công phu, tức là văn là tu chứ không là tư nữa. Nghe là ngay tại chỗ đó là không vướng mắc liền, nghe tại chỗ đó là phá vỡ liền, nghe tại chỗ đó là bùng nổ liền, chứ không có phải đợi nghe để kiếm được cái cách nào hay hay rồi về bắt đầu mình tập tu, thì cái kiểu văn tư tu đó nó chậm lắm. Thì ra học Pháp Đại Thừa là ngay khi nghe tức là tu, ngay khi văn tức là tu chứ không còn qua cái tư nữa. Đụng tới những cái xấu dở là dứt khoát phải rớt. Đó là cái thái độ của người học Pháp. Chứ không phải học để chấp nhận rồi phải về phải suy nghĩ, phải gạn lọc, bắt đầu áp dụng công phu là lâu lắm. Cho nên đối với Đạo Phật là một người mà gọi là có cái căn cơ thiền á, có căn cơ thiền tông một chút á ha, thì ngay khi nghe là gần như họ đạt ngộ, họ vỡ lẽ, họ có thể sống thoát đi những cái sự vướng mắc lâu nay của mình, họ ra khỏi sự chấp tước của mình. Thì đó là cái người biết nghe sự thật. Cho nên cái người học đạo là cái người phải nghe được cái điều này. Há chẳng ghi lòng đó sao, mới hay rửa lòng nuôi đức. Cái từ rửa lòng nuôi đức của Ngài, cái từ rửa lòng nghe cái chính nó miền Nam giống ha. Chắc người dịch này là miền Nam. Cái Đạo Phật hay dùng cái từ cái tâm hơn là cái lòng, không? Nhưng mà người miền Nam nói cái lòng là họ có hiểu được nó là cái tâm của mình. Tức là làm sao để cho cái tâm mình nó được trong sáng, nó thanh tịnh là chúng ta đang nuôi cái đức của mình. Nếu mà bây giờ ngày nào cái tâm chúng ta còn vướng bận thì người đó không có nuôi cái đức được. Cho nên trong đời sống đời thường, tức là nghe được những cái lời phải, nghe lại được những cái lời đúng, nghe được những cái lời thẳng thắn để mình tạc dạ ghi lòng, mà gội rửa hết tất cả những cái phiền muộn, những cái vướng bận ở trong lòng của mình, thì người đó là người đang nuôi cái đức. Còn mình không có dám nghe sự thật, mình không có ghi lòng tạc dạ những cái lời nó đúng với sự thật, nó đúng với chân lý, thì lòng chúng ta sẽ bị gì? Bị nhuốm bẩn chứ không có rửa sạch được. Vậy vậy là chúng ta không có nuôi cái đức của mình. Và gì? Ẩn tích mai danh. Thường á, không phải là kêu mấy người tu phải vô rừng ở hết đâu, nhưng mà đa số là những người mà những người cao thủ họ hay ẩn tàng ở trong đại chúng, gọi là tàng long ngọa hổ. Có những người rất là giỏi mà không phải cái lúc làm Phật sự là họ ẩn trong chúng không ai biết hết á. Chứ không phải mai danh ẩn tích là kiếm rừng đó là cất cả nhà ở rồi mai danh ẩn tích không có lộ diện bên ngoài xã hội không ai biết tới.
Nó ở chúng hả, là dù cho cố tìm để kìm một người sắc sảo trong chúng này bằng cách này cách kia tìm vẫn không ra được. Đó mới gọi là mai danh ẩn tích thứ thiệt đó. Còn mà vô rừng vắng thì chưa chắc, bỏ đại chúng sống mình chưa chắc là mai danh ẩn tích à. Nó mình muốn làm những cái chuyện kỳ tích để cho nhiều người nhớ, nhiều người biết mình thì có, chứ còn mai danh ẩn tích là phải ở lẫn lộn trong chúng tăng mà người ta không phát hiện ra mình. Mình giỏi cỡ nào người ta phát hiện, người ta thấy mình ngơ ngơ, ngáo ngáo, ngu ngu vậy á. Nhưng mà đụng chuyện Phật sự khi mà bắt đầu họ làm thì phải thấy rõ ràng là một cao thủ khi mà họ xuất hiện. Còn không thì thôi à. Cho nên cái câu mà chúng tôi rất thích cái câu của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ á, cái câu của Ngài là dùng thì phô ra, bỏ thì ẩn tàng á, sâu thì vén áo mà cạn thì nhón gót. Tuyệt vời. Mọi người có trí tuệ lắm mới nói được cái câu này. Thật ra trong cái Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục chúng tôi thích câu đó lắm. Như vậy là khi mà mọi người mà biết mai danh ẩn tích là họ không bao giờ lộ diện, họ luôn luôn giấu mũi nhọn mình. Và chúng tôi nói là những người mà khi mà giỏi á thì họ nhập chúng giống như giọt nước rớt vào biển, là hòa thành cái biển đó, không ai biết mình, không có cộm lên, không có cái chuyện nổi cộm ở trong chúng. Và thậm chí sống với thế gian mà muốn kiếm người này kiếm cũng không ra nữa. Chỉ trừ, phải nói là chỉ trừ những cái vị mà thực sự thâm sâu thì họ nhìn thấy cái đại chúng có một cái người sống trong đó. Họ tự che chắn tất cả mũi nhọn của mình để họ sống hòa lẫn trong chúng. Ngày xưa các vị Bồ Tát mà ẩn trong chúng thì thôi, tới hồi mà đi rời khỏi chúng rồi người ta mới biết, chứ còn ở trong chúng đố ai tìm, không ai có thể tìm ra được hết. Thì đó mới gọi là mai danh ẩn tích đó. Chứa nhóm tinh thần, tức là chứa nhóm cái hạnh đức của mình, và xa lánh cái sự ồn não. Cho nên khi mà đại chúng, ví dụ như nguyên cái đại chúng này tập hợp mà chụp hình đi, khó có tìm được cái mặt mình ở trong cái tấm hình đại chúng, mà càng nổi tiếng chừng nào, càng được nhiều người biết chừng nào, gần như mình ẩn tàng chừng đó mình không có lộ ra. Còn mà chưa gì mình trường trường cái mặt mình ra chụp hình mà mình không đưa được cái mặt mình ra trước thì mình cảm giác khó chịu. Bữa nay chụp hình đại chúng nhiều người biết, quay phim đại chúng nhiều người biết mà sao không có mặt mình trong đó, không phải vậy. Thế luôn luôn ẩn. Những cái chỗ đông người là người này không có bon chen. Chúng ta dùng cái từ thế gian chút là không bon chen. À, còn cái gì mình cũng bon chen, cái gì mình cũng lộ diện, cái gì mình cũng xuất hiện thì rõ ràng là mình là cái người không phải là muốn mai danh ẩn tích. Nếu muốn tham thiền học đạo là muôn vượt ngoài phương tiện, thì trong phải hợp với mé huyền và nghiên cứu tường tận cái tinh yếu của đạo, chọn lựa được chỗ thâm sâu rồi mới có thể khai ngộ được nguồn chân. Này, Ngài bắt đầu nói tới cái chỗ chuyên sâu rồi ha, qua giai đoạn rầy quở rồi, bây giờ Ngài dạy. Bây giờ nếu mình muốn tham thiền học đạo thật sự là môn vượt ngoài tất cả những phương tiện, thì trong phải hợp với mé diệu huyền, ở ngoài nghiên cứu tường tận cái tinh yếu của đạo. Tức là ở đây Ngài muốn nói tới người mà tham thiền học đạo để vượt ngoài phương tiện, đây là một cái loại thiền đốn giáo, thiền đốn ngộ thật sự rồi. Thì sao? Thì ở bên trong lòng của mình, như nãy phải rột rửa trong sạch rồi đó ha, để nuôi lớn cái đức của mình, để nhóm chứa cái tinh thần của mình, thì sao? Phải ở bên trong là phải hợp với diệu huyền, tức là trong mình phải thanh tịnh phù hợp với đạo lý rồi. Và bên ngoài thì phải nghiên cứu tường tận cái tinh yếu của đạo, tức là trước mắt là chúng ta phải có được kiến giải chân chánh, gọi là có được chánh kiến. Ở bên ngoài chúng ta phải học làm sao đó. Khi mà chúng ta học là chúng ta cắt, chúng ta tỉa những cái dư thừa, những cái lòng thòng, những cái mà không phù hợp với chánh pháp, với chân lý. Mỗi lần chúng ta nghe là mỗi lần chúng ta sẽ bớt đi những cái mà nó không phù hợp với chánh pháp, không phù hợp với chân lý. Mỗi lần chúng ta nghe tiếp là nó sẽ làm cho chúng ta gần thân cận được với chánh pháp hơn, phù hợp với chánh pháp hơn. Chúng ta càng nghe chừng nào thì càng sống phù hợp, giống như chúng ta bị dí vào cái chỗ trung tâm như vậy. Càng nghe nhiều Phật pháp chừng nào thì chúng ta càng thấy đúng với chân lý chánh pháp chừng đó, không còn thấy lệch lạc, không còn thấy dư thừa nữa,
Đó là cái cách mà có người học đạo, để lần lần chúng ta nhận được cái tinh yếu của Phật Pháp. Nếu mà chúng ta học đạo, chúng ta chưa có thấy rõ được cái thân này, cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là tánh, cái gì là tướng, cái tâm này cũng vậy, pháp giới này cũng vậy, thì coi như chúng ta chưa thấy được cái tình hiểu. Cho nên chúng ta học, chúng ta phải thấy được cái tình hiểu đó. Cái nào thật, cái nào giả, cái nào chân, cái nào ngụy, cái nào thường còn, cái nào không thường còn, chúng ta phải thấy một cách rất là sâu sắc của thân tâm này. Và như vậy thì trước sau chúng ta cũng sẽ nhận được tình hiểu, và chọn lựa được cái chỗ thâm sâu rồi mới có thể khai ngộ được nguồn chân. Thật ra muốn mà ngộ đạo á, thì không thể khơi khơi ngộ được đâu. Phải khơi khơi ngộ được đâu, đúng không? Như ở trên Ngài có dạy mình phải là phải rột rửa cái lòng của mình thật sự cho thanh tịnh, nuôi lớn cái đức của mình, chứa nhóm tinh thần thoát tục của chính mình. Sau đó để mình sống ở bên trong của mình luôn luôn phù hợp với cái huyền diệu, với cái chân tánh rồi. Bên ngoài mình phải học để mình chắt lọc được tất cả những cái kiến thức sai lầm, để mình còn đúng cái chánh kiến của Phật đạo, thấy rõ được cái tinh yếu, cái cốt lõi của đạo Phật, để mình có thể sống đúng với cái cốt lõi, cái tinh yếu đó, thì mới hy vọng là mình ngộ được nguồn chân. Thành ra việc học đạo cũng không thể coi thường, đúng không? Nhưng cái việc học đạo không có nghĩa là tăng trưởng cái kiến thức, không phải học để thêm cái gì đó, mà học để chúng ta chắt lọc những cái dư thừa lượng thượng không phù hợp với chánh pháp, không phù hợp với chân lý, là chúng ta phải loại trừ ra khỏi cái đầu của mình. Đó là cách học đạo chuyên môn. Càng học đạo chừng nào chúng ta càng thấy rõ cái sai lầm của mình nhiều chừng đó, càng có trí tuệ chừng nào thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái mà chấp trước của mình từ trước đến giờ nó không phù hợp chân lý, không phù hợp chánh pháp, là phải mạnh dạn buông xả, để chúng ta mới có thể có đời sống thanh tịnh đúng với chánh pháp được. Rộng hỏi tiên tri, thân cận thiện hữu, tông này khó đạt được cái chỗ nhiệm màu, cần phải dụng tâm chính chắn. Nếu trong ấy đạt được chánh nhân, đó chính là thiềm bực giải thoát. Rộng hỏi tiên tri không hề là rộng hỏi mấy cái người mà tiên tri để coi bói, tức là những cái bậc tiên trước của mình. Tri có nghĩa là những người hiểu biết, tức là rộng hỏi những cái bậc đi trước của mình, những người hiểu biết, những người có kiến giải chân chánh, những người thấy đúng với chánh pháp với chân lý, gọi là rộng hỏi các bậc tiên tri của mình. Cái người học đạo á, chân chánh lúc nào ở nơi họ cũng cần cầu thiện tri thức, lúc nào cũng cần hết á. Thực sự mình cảm giác mình bị mù mịt, mình cảm giác mình bị bế tắc, mình cảm giác mình không khai thông cái tâm của mình, thì luôn luôn mình lúc nào cũng chờ đợi mình gặp được một việc thiện tri thức, lúc nào cũng chờ đợi mình gặp được một bậc minh sư, lúc nào mình cũng chờ đợi mình gặp được một vị thầy giỏi để phá vỡ cái mê lầm, cái chấp trước của mình. Đó là cái tâm thiết tha của người học đạo. Và khi gặp được một bậc thiện tri thức rồi, giá nào cũng phải trả để lấy đạo lý. Chúng tôi nói là giá nào cũng phải trả để lụm đạo lý. Bán cái mạng này đi nữa để đổi lấy đạo lý từ một câu nói của một vị thầy, là chúng ta sẵn sàng bán cái mạng này, không phải một mạng mà hàng ngàn cái mạng, nếu chúng ta xác định đó là vị bậc, một bậc thiện hữu tri thức. Rồi bây giờ mình tới với vị đó, mình cũng học đạo, mình cũng cảm giác là tin thì đôi lúc mình cũng tin, mà nghi lâu lâu mình cũng nghi. Cái kiểu đó là muôn đời mà nó bây giờ mình phá được. Thà là không tin, nó đã chấp nhận tin là cược cái mạng này cho ông thầy. Có ai dám cược thì mới hy vọng. Chứ còn tin ít bữa nghe đồn cái gì cái mình nghi. Có nghĩa là mình tin lời đồn hơn mình tin đạo lý. Vậy mà có nhiều người tin lời đồn hơn. Đó, thành ra là một bước tới tám bước thụt lui rồi, sao mình phá vỡ đạo lý được. Cho nên ở đây là đã nhận biết được với tất cả những khả năng nha. Không phải là khả năng nữa mà đúng như kinh nữa, là đầy đủ cái thiện căn, đầy đủ phước báo, đầy đủ nhân duyên rồi, để mình nhận ra đó là một vị thiện tri thức rồi, thì mạng này coi như không, giao hết cho cái vị thiện tri thức đó đi. Chúng ta phải thân cận, chúng ta phải gần gũi, chúng ta phải tìm học cho được cái đạo lý từ vị này. Chúng ta sẵn sàng mở tâm 100% để hứng trọn đạo lý bằng tất cả tình huống của vị thiện tri thức đó trao cho mình.
Thì trước sau mình cũng vỡ lẽ. Còn không á, nữa ngồi đó mà ngắm nghía ha, đợi chừng nào mà vị này mà nói được cái gì nó đúng với chánh pháp, nói được cái gì thiệt là hay á, mình lụm. Còn trong đời thường mình không cần quan tâm, học không có được nhiều á. Chúng ta không phải là người thường tùy học Phật, nói chưa? Nếu mà người mà thường tùy học Phật là không phút giây nào chúng ta không học. Đối với thế gian chúng ta vẫn học, đối với những người mà không phải người tu chúng ta vẫn học. Thì vị thiện tri thức thì cái vị này không bao giờ dạy dột gì cho chúng ta làm cái điều mà sai với chánh pháp, sai với chân lý đâu. Cho nên chúng ta đã tin tưởng rồi thì chúng ta phải nhìn lại tất cả những cái gì mà liên quan tới vị thiện tri thức. Họ vì mục đích gì với mình? Một vị thiện tri thức thực thụ á, khi mà đối diện một người thì không có khai mở đạo lý, không khai mở chánh pháp, thì vị đó cũng phải xứng đáng là một bậc chân thiện tri thức. Một bậc chân thiện tri thức là luôn luôn hướng tới người khác vì cái việc phá vỡ người đó thôi, chứ không có chuyện thứ hai. Và khi mình thân cận gần gũi vị thiện tri thức thì cũng vì cái việc mà phá vỡ đạo lý của mình, chứ không có chuyện khác để mình thân cận. Hai cái tâm này hy vọng là có một ngày chúng ta có thể đến đạo lý được. Còn nếu mà không có được cái tâm đó thì rất là khó. Cho nên Ngài nói là cái tâm này rất là khó đạt được đến cái chỗ nhiệm màu, và cần phải dụng tâm chính chắn, phải hết sức chính chắn. Không phải là mình gần thầy đó, mình học thầy đó 5 năm, 3 năm thì mình chấp nhận vị thầy đó thiện tri thức. Không, nói đi thì cũng phải nói lại. Thì ra khi mà chúng ta bằng tất cả những cái khả năng, những kiến thức, những công phu và những phước báo của mình gom tụ lại trong đời này, để rồi mình có đủ cái duyên để mình có thể khế ứng một vị thiện tri thức nào đó hay chưa? Nếu chưa, chúng ta chưa có đủ cái lòng tin với một vị thiện tri thức đó, là chúng ta phải nghiêm túc, phải chín chắn với chính mình, không bằng tình cảm để mà nhìn. Không phải là tôi thấy vị đó tôi có cảm tình rồi tôi theo học, không cần cái chuyện đó. Cái đó là cái sai. Không thể học đạo theo kiểu cảm tình. Và học đạo là phải đứng chân trời đạo để học. Tìm đạo thì phải môi cho ra đạo lý của ông thầy để học, chứ không phải chúng ta tìm cái chuyện khác. Những chuyện khác quên đi, nhớ chưa? Ví dụ như nghe suốt một cái buổi giảng, một bộ kinh của vị thầy đó giảng, cái gì nó phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp thì cái đó chúng ta để tâm. Còn không thì quên đi, không có cần phải bình phẩm hay dở gì trong này hết trơn á. Mục đích tôi là môi cho ra được chân lý, môi cho ra được chánh pháp. Cho nên vị thầy nào có thể truyền đạt được chân lý chánh pháp thì chúng ta học chính cái chỗ đó thôi. Và chúng ta hết sức chín chắn, đừng có đứng ở phương diện tình cảm để có thể chọn lựa một bài vị thầy. Thường là chúng ta hay chọn lựa theo kiểu tình cảm, mà chọn lựa tình cảm là coi chừng bị tình cảm nó sẽ cuốn lệch chúng ta đi, khó mà có thể thấy được đạo lý của vị thầy mình. Cho nên là chúng ta phải hết sức khách quan khi đi tìm bậc minh sư, phải hết sức chín chắn. Ở đây Ngài Quy Sơn Ngài dùng từ là phải hết sức là chín chắn, để chúng ta nhìn vị thầy mình bằng cái góc nhìn có đạo lý thật sự. Nếu đó là một vị mà có đầy đủ cái đạo lý để có thể phá vỡ sinh tử cho mình, để có thể dẫn dắt mình đi tới giác ngộ giải thoát, là khỏi cần suy nghĩ nữa. Đã quyết định rồi là không có chuyện thứ hai để làm. Đó thì lúc đó thì chúng ta mới có khả năng được phá vỡ, chứ nếu không cũng rất là khó. Nếu trong ấy đạt được chánh nhân, đó chính là thiềm bực giải thoát. Chánh nhân là cái gì? Rất là khó để nói được một người học đạo mà có cái nhân chân chánh đi học. Đây là cái việc rất khó cho mình. Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đi học đạo nha, mà một người cho tới khi đã được cạo đầu xuất gia rồi, họ chưa có phải nói là hiếm, rất là hiếm có một người gọi là gieo nhân chân chánh để đi xuất gia. Hiếm, thật là hiếm luôn. Tại vì họ không có đủ cái bản lĩnh, không có đủ trí tuệ để có thể rạn lọc được tất cả những cái phàm tâm của mình ngay cái ngày mình phát nguyện phát tâm xuất gia. Không có đủ gạt bỏ hết những cái tham tâm của mình để mình có thể chọn một vị thầy mình theo học. Không đủ cái này, không đủ cái phước duyên để làm điều đó. Cho nên là gọi là gieo nhân chân chánh để đi vào đạo là một cái việc rất hiếm có trong cuộc đời này. Do cái phước duyên nhiều kiếp, để mình khi mà mình đã nói là mình quyết tâm đi tu, thì chỉ còn cái việc duy nhất là giác ngộ giải thoát thôi. Không còn cái gì
có thể chen vào cái tâm của mình được nữa. Thì cái ngày mà mình phát tâm xuất gia, cái ngày mình xuống mái tóc là mình quyết tâm cạo bỏ, gột sạch hết tất cả những phiền não cấu quẩn nội tâm chúng ta, để chúng ta được sống được sống thanh tịnh giải thoát ngay cái nhân ban đầu lúc cạo tóc á. Điều này hiếm lắm, nhưng không có mấy người mà cái ngày xuất gia đạt được cái tâm này. Không có mấy người cái ngày đầu xuất gia nhận thọ cái giới pháp của Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thanh tịnh để hứng đựng cái giáo pháp Đức Phật, để gội rửa cái phiền muộn khổ đau của mình trong đời này. Cho nên là cái nhân chân chính là một cái gì đó rất hiểm. Nhưng rồi khi mà chúng ta không đạt được cái tâm đó ngay buổi đầu, chúng ta gặp được những vị thiên tri thức hướng dẫn chúng ta, nhưng mà cái nghiệp nó che tâm của mình, khiến cho mình cũng không nhận ra được cái điều chân chánh để mình bước một bước đầu tiên vào cửa ngõ tam bảo đúng với chánh pháp, đúng với chân lý. Cũng có điều này. Cho nên những người mà chưa có được cái tâm này, chưa cảm giác rằng mình đã gieo nhân chân chính với chánh pháp, dù ở đây có người xuất gia, mình tối mình nghiệm lại coi mình có đã gieo nhân chân chính chưa. Nếu mình cảm giác rằng ngay từ đầu tới bây giờ mình chưa có gieo nhân chân chính thật sự, chưa có bảo toàn được cái bước chân đi vào chùa của mình, chưa có bảo toàn được cái cuộc đời tu tập của mình từ đây cho tới khi mình hết cái đời này thôi, đừng nói là chuyện nhiều hơn, mình có thể sống trọn trong chân trời chánh pháp được chưa? Nếu mình cảm giác chưa thì nên lại Phật để mà cầu. Thấy chưa? Cầu Phật cho con đầy đủ cái phước duyên lành để con được thân cận gần gũi với thiện tri thức, cho con được gặp được chánh pháp, con được gặp minh sư để khai mở trí huệ, cho con sống một cái đời sống còn lại phù hợp với chánh pháp, để được giác ngộ giải thoát ngay trong đời này. Ít ra chúng ta phải lại Phật cầu điều này trước đó đi. Chúng ta tự động xây dựng tất cả những cái tâm chúng ta hướng về cái việc này. Mục đích học đạo của mình là gì? Tìm cho ra được minh sư, học cho được chánh pháp, gần gũi được thiện tri thức, để có thể phá vỡ lầm mê sanh tử của mình trong đời này, để mình được ngộ, đạt ngộ giải thoát. Đó thì phải có những cái tâm niệm đó, để gọi là có một chút gì đó gieo nhân chân chánh. Chứ còn nếu không lệch lạc thì cả đời này xây dựng là không được. Nó có khả năng nó phá vỡ mình thì rất là uổng. Chắc bữa nay chúng ta học tới đây chúng ta dừng ha. Rồi chúng ta nghỉ, chiều nay chúng ta học tiếp. Rồi mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Bây giờ đạo đời tỏ dạng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn thu. Nếu ai biết